Nếu như thực sự bạn không dấn thân, bạn không bắt tay vào và bạn không có một cái ý chí và không có quyết tâm lớn, thì đó là những cái mà chị hiểu ra được rằng là cái vùng an toàn đôi khi là bởi vì mình cho rằng là mình như vậy là đủ tốt rồi. Mình cho rằng là mình cũng ngon rồi đó. Nhưng mà thực tế là không bao giờ được đặt mình vào cái chuyện là khi mà mình ok, mình đủ tốt, tức là mình đã đóng luôn cánh cửa để mình học một cái gì đó mới. Mình cũng đóng khung luôn vùng an toàn của mình và mình bị chết dí vào cái vùng an toàn đấy luôn. Thì với chị đó là một điều rất rất nguy hiểm. Xin chào, cảm ơn các bạn đã ghé thăm Bà Chấm, podcast chia sẻ nội dung xoay quanh câu chuyện người viết, người đọc, phát triển bản thân, được host bởi Nam Nguyễn, writer and blogger. Các tập trên kênh chính Bà Chấm Podcast sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ bảy hàng tuần. Đối với kênh phụ làm podcast không, các tập sẽ được phát sóng định kỳ vào lúc 21 giờ mỗi tuần thứ sáu hàng tuần. Tất cả đều phát hành trên nền tảng YouTube, hệ thống Anchor. Các bạn hãy nhớ bật thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. Còn bây giờ, hãy cùng mình phiêu lưu trên chuyến hành trình trải nghiệm với con chữ, khám phá kiến thức mới, học hỏi và phát triển bản thân. Chúc các bạn có thời gian vui vẻ và ý nghĩa cùng Bà Chấm. Em chào chị Trang Võ. Chào mừng chị đến với Bà Chấm Podcast ạ. Chào Nam. Cảm ơn Nam đã mời chị tham gia podcast lần này. Em cảm ơn chị và nhân đây em cũng xin được gửi lời cảm ơn tới chị Tố Trinh, founder của Bonsen Community, một khách mời trên Bà Chấm đã giới thiệu và kết nối chị Trang Võ, đại diện quốc gia của PNV, một tổ chức phi chính phủ của Pháp, được thành lập vào năm 2005, với sứ mệnh là tạo điều kiện cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được học hành, được đào tạo chuyên môn và đào tạo kỹ năng trong lĩnh vực kỹ thuật số bằng cách phát huy tối đa tiềm năng cũng như sức mạnh ý chí của các học sinh. Thì PNV đã có mặt tại 3 quốc gia châu Á bao gồm Campuchia, Philippines, Việt Nam và Madagascar. PNV đã góp phần nỗ lực giúp các học sinh, các em có việc làm nhằm giúp học viên và gia đình thoát khỏi đói nghèo một cách bền vững và sự phát triển kinh tế xã hội chung của đất nước. Thì đây là cái phần mà em đọc được ở trên website của tổ chức. Không biết là chị có thể nói đầy đủ về cái tên viết tắt của PNV để các thính giả được biết rõ hơn không? Tại vì em không biết đọc tiếng Pháp. Nó là Passerelle Numerics Việt Nam. Thì thật ra là ai cũng khó đọc. Thông thường tụi chị thường sẽ hỏi chung. Nó là PNV. Vậy thôi. Không biết là phần giới thiệu của em về PNV vừa rồi nó có đủ chưa? Chị có thể bổ sung và chia sẻ thêm về hành trình của mình khi đến với PNV được không? Nó đã giới thiệu chung về sứ mệnh của PN rồi đấy em. Mục tiêu của PN đó là thông qua giáo dục và đào tạo có thể trao cơ hội được phát triển những tiềm năng của những bạn thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn để các bạn có thể tự tin có một công việc ổn định để có thể giúp gia đình của mình và có thể phát triển được bản thân và đóng góp vào xã hội. Nó là một cái hành trình rất là dài và lát chị sẽ có nhiều những cái chia sẻ để mọi người có thể hiểu hơn. Em thấy là PNV có follow theo 6/17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc. Thì không biết là chị có thể chia sẻ thêm về những mục tiêu này được không? Tại sao PNV lại chọn 6 mục tiêu này mà không phải là những mục tiêu khác? Ra nó có rất nhiều cách để giúp đỡ các cộng đồng yếu thế ha. Và mỗi tổ chức người ta sẽ chọn một công cụ khác nhau, chọn cái giải pháp khác nhau. Với PNV thì khi các nhà sáng lập nhận thấy được cái tầm quan trọng giáo dục, họ đã chọn con đường là giúp đỡ cộng đồng yếu thế, những người gặp có hoàn cảnh khó khăn thông qua giáo dục. Đấy là cái sợi chỉ đỏ xuyên suốt và kết nối 6 mục tiêu phát triển của Liên Hiệp Quốc PNV hướng tới. Khi mà mình trao cơ hội cho các bạn được tiếp cận giáo dục, tức là sẽ giúp sau đó giảm nghèo. Bởi vì khi các bạn có cơ hội được giáo dục tốt, các bạn sẽ có một công việc tốt, các bạn sẽ có một công việc ổn định, các bạn sẽ kiếm ra tiền để có thể nuôi sống gia đình của mình một cách bền vững. Tiếp theo, mục tiêu về giáo dục thì PNV không chỉ trao một cái cơ hội các bạn được đi học, chứ không chỉ đơn thuần là các bạn chỉ đi học để chỉ có một cái bằng không. Nó là một cơ hội để bạn phát triển bản thân ha. Tiếp theo là mục tiêu thứ 5, bình đẳng giới. Thì thật ra với mục tiêu 5 mà bình đẳng giới thì tụi chị hướng tới cơ hội cho cả các bạn nam và nữ như nhau trong quá trình mà mình tiếp cận giáo dục, và đặc biệt là với cái ngành công nghệ thông tin là cái ngành mà PN đang đào tạo chính, rõ ràng rằng là tỷ lệ nữ trong ngành này vô cùng thấp. Con số nó chỉ khoảng tầm 7 đến chưa tới 10%. Thực tế thì tỷ lệ nữ sinh viên PN tại Việt Nam nó là 50%.
đó là một cái cơ hội công bằng cho cả bạn nam và cả bạn nữ, chứ không phải là mình ưu tiên nữ nhiều hơn ha. Sẽ có một số chương trình thì họ muốn tạo điều kiện cho các bạn nữ nhiều hơn, nhưng cái tụi mình hướng tới đó là cả nam và nữ đều có quyền và có cơ hội như nhau. Hay là mục tiêu số 8, chương trình đào tạo nó sẽ hướng tới về việc là phải có việc làm và cái sự phát triển của cá nhân nó sẽ được đưa lên hàng đầu để tạo ra được cái giá trị bền vững cho chính những người học. Nó sẽ liên kết tới cả mục tiêu số 10, đó là sự bình đẳng về giàu nghèo, cái cơ hội tiếp cận. Vì thông qua giáo dục, bạn thay đổi được rất nhiều thứ, tiếp cận được nhiều những cái cơ hội mà đôi khi chính cái định kiến rằng ok, bởi vì tôi không được bằng người này người kia về mặt điều kiện vật chất cho nên tôi không có khả năng phát triển ABC các thứ. Nó là một cái tác động đằng sau của chuyện là mọi người không được có cơ hội tiếp cận giáo dục chẳng hạn. Hay là mục tiêu số 10 và cả mục tiêu số 17 chẳng hạn. Mặc dù là PN hướng đến cộng đồng yếu thế và giúp cộng đồng yếu thế và những người có hoàn cảnh khó khăn thoát khỏi nghèo một cách bền vững, nhưng mà vì thông qua giáo dục cho nên là PN cũng phải kết nối với các doanh nghiệp và hiểu nhu cầu của thị trường để thực sự cái chương trình đào tạo mà PN phối hợp cùng với đối tác của mình thực sự mang lại một cái cơ hội việc làm cho các bạn, chứ không chỉ đơn thuần là một bằng cấp mà thôi. Tại sao nữ giới lại ít có cơ hội được đi học hơn nam giới như chị nhỉ? Thì bất bình đẳng về giới này thì bây giờ giống như nó vẫn chưa được giải quyết đúng không? Đấy là một câu hỏi tụi chị rất là đau đáu khi mà được đến thăm gia đình của các bạn sinh viên ha. Thì trong quá trình mà tụi chị tuyển chọn các bạn để có một cái danh sách trao học bổng cuối cùng thì nó có một phần đó là tụi chị đi đến thăm từng nhà của các bạn. Khi mà đến thăm từng nhà thì tụi chị cũng nhận ra một điều, đó là nếu trong một gia đình ha, có cả con gái và con trai thì thông thường con trai sẽ được ưu tiên đi học đầu tư. Nếu như gia đình phải vay mượn, con trai sẽ được ưu tiên hơn. Còn con gái mọi người sẽ luôn có suy nghĩ là ôi con gái mà học làm gì cho lắm, rồi cũng sẽ lấy chồng, rồi cũng sinh con, thì việc gì phải đi học cho nhiều, rồi ai sẽ lấy. Rồi chưa kể là đôi khi có những bạn nữ là bạn ấy là người duy nhất trong cái làng đấy học được tới lớp 12 và mọi người cũng bảo thôi học 12 là đã quá tốt rồi, thì ở nhà đi làm thuê, làm mướn hoặc là làm cái việc gì đấy thôi rồi kiếm chồng đi, vì 18 tuổi là đủ tuổi lấy chồng rồi, không thì đến 20 tuổi là sẽ ế đấy. Tức là có rất là nhiều những cái định kiến, quá nhiều những định kiến, đặc biệt là với các bạn nữ, mà còn đặc biệt nữa trong ngành công nghệ thông tin. Liệu là nó có liên quan gì đến những vấn đề khác? Ví dụ như là mục tiêu số 1 là về xóa nghèo. Phải chăng là vì nghèo quá cho nên là họ sẽ muốn là con gái ở nhà phụ giúp cha mẹ kiếm tiền? Và cũng là vì nghèo quá cho nên là đàn ông sẽ phải gánh cái trọng trách ra ngoài kiếm tiền. Cái này cũng là một cái bất bình đẳng so với nam giới, là về cái gánh nặng kiếm tiền. Đúng như em nói đấy, gánh nặng kiếm tiền trong một gia đình mà có hoàn cảnh khó khăn ha, thì mình sẽ thấy nó có rất nhiều thứ. Thứ nhất đó là ba mẹ cũng không được học hành đến nơi đến chốn nha. Hầu hết ba mẹ của các sinh viên VN thì không có học quá cấp 2 hoặc cấp 3. Có một số anh chị là mới chỉ hoàn thành xong cấp 1 thì cũng phải dừng lại để mà ở nhà làm thuê, làm mướn và phụ giúp gia đình. Và thực tế là cũng vì nghèo đói cho nên cái câu chuyện rằng là cái cơ hội đi học và gánh nặng kiếm tiền nó luôn luôn được đặt lên bàn cân trong mỗi gia đình, và nó ảnh hưởng. Cái quyết định của mỗi gia đình nó cũng rất là tùy thuộc vào nhận thức của gia đình đấy. Rằng là mình có nên để cho con cái mình nó có một cái tương lai khác mình hay không, thì rất là nhiều những gia đình họ sẽ phải đối mặt câu chuyện này. Và thực tế là các bạn nam như chị nói nó cũng sẽ phải đối mặt rằng là có nên dừng lại để kiếm tiền đi làm hơn là tiếp tục đi học nữa không. Các bạn nữ, đặc biệt là những bạn nữ mà là con gái đầu, thì cũng phải đứng trước một tình trạng đó là phải nghỉ làm để nuôi em ăn học. Và thực tế cũng có một số trường hợp hay một số gia đình mà tụi chị đến thăm, các bạn mà đi học được đến thời điểm đó là bởi vì đã có chị hoặc có anh nghỉ làm sau khi tốt nghiệp 12. Chứ có ví dụ nào cụ thể để hình dung rõ hơn, ví dụ như trong một buổi trao đổi của chị với các gia đình của những học sinh đó chẳng hạn? Thực tế thì họ sẽ nói thế này, bởi vì họ sẽ thấy những tấm gương trước mắt các em. Ví dụ như trong làng hoặc bà con có người đã đi học đại học. Chỉ cần là đại học thôi, mọi người không hình dung được là đại học đấy nó có liên quan chuyện làm công việc ở thị trường lao động nó thế nào ha. Tức là các bạn ấy còn không được định hướng rằng cái nghề gì nó sẽ phù hợp với thị trường lao động. Định hướng nghề của các bạn rất là bị thiếu thốn. Cho nên là họ đã thấy những tấm gương của một số người đi trước là học đến đại học, cả nhà vay tiền nhưng không có hiệu quả. Vậy thì bây giờ tôi phải cho con đi học đại học để làm gì? Tụi chị cũng phải thuyết phục họ rất nhiều.
và cũng phải giải thích với gia đình về cái việc là tại sao cái ngành học này nó sẽ mang lại cơ hội gì, cơ hội việc làm, tỷ lệ việc làm của ngành học này như thế nào, và cũng phải động viên gia đình. Thì thật ra là đôi khi tụi chị còn có cảm giác là mình cũng giống như là các thầy cô ở vùng sâu vùng xa mà đi khuyến học các em á, mình cũng phải tới giải thích với gia đình, rồi động viên gia đình, rồi cũng phải trình bày cho gia đình hiểu rằng cái câu chuyện rằng đi học hay thậm chí là cao đẳng hay đại học thì cũng không phải đơn giản là chỉ việc đi học là nó xong, mà là còn định hướng về nghề, hiểu về nghề và định hướng về bản thân của bạn, quyết tâm của bạn ấy trong chuyện học hành. Thì nó có rất rất là nhiều yếu tố và đôi khi mất rất nhiều thời gian để gia đình có thể hiểu, và đôi khi còn là cái quyết tâm của chính cái người học nữa, thì nó làm rất nhiều yếu tố cộng lại. Có trường hợp nào mà xảy ra một cuộc cãi vã hoặc là phản đối từ phía gia đình về PN chưa? Thật ra là không có cãi vã trực tiếp ha. Thực tế là các quý vị phụ huynh đều rất là lịch sự, đều rất là từ tốn. Rất may ha, khi mà nói chuyện với PN. Nhưng thực tế cũng có một số gia đình đã từng nghi hoặc rằng là liệu là PN có phải là tổ chức lừa đảo không, khi mà mọi thứ là đều được trao học bổng toàn bộ, tức là chương trình lo hết từ chuyện chỗ ăn, chỗ ở cho đến đi lại, cho đến cơ hội học của các bạn và cơ hội kiếm việc làm của các bạn đều được PN hỗ trợ. Cũng mất rất nhiều thời gian, và đằng sau á, khi mà tụi mình đi về hoặc là trước khi tụi mình tới gặp gia đình thì các bạn cũng phải làm một số cuộc vận động với gia đình mình. Chị có thể chia sẻ một vài ca mà tụi chị được biết nha. Đó là có một số bạn kể là gia đình của bạn khi mà nghe là con đậu được đấy, đến học bổng, đến cái vòng cuối cùng là và chuẩn bị đi thăm nhà rồi, thì ba bạn ấy không đồng ý và nói rằng là trừ là ta già rồi, lo kiếm chồng đi để cho ổn định đi, rồi còn nuôi ba nuôi mẹ, chứ bây giờ mà đi học mãi đó rồi thế nào. Thì thật sự là bạn ấy rất muốn đi học, mặc dù bạn ấy là con gái, nhưng thật sự bạn ấy muốn đi học tiếp vì đã thấy tương lai của mẹ bạn ấy, nếu như bạn ấy ở nhà sẽ giống như mẹ bạn ấy, một tương lai rất rất là mù mịt. Và khi lựa chọn người chồng của mình nó cũng rất hạn hẹp, dẫn tới nó có rất là nhiều bi kịch trong gia đình, chị sẽ không tiện nói cụ thể. Nhưng đó là một cái vòng rất luẩn quẩn của các bạn, mà đôi khi các bạn cảm thấy là nó không có lối thoát. Và đôi khi với các bạn đây là một cơ hội khác, cơ hội được đi học, cơ hội được tiếp cận một nền giáo dục khác và cơ hội thay đổi bản thân. Sau này ha, khi mà các bạn sau khi tốt nghiệp xong, các bạn ấy ngồi lại hoặc là đi làm mà các bạn chia sẻ, các bạn ấy nói là đôi khi đó là cái phao cứu sinh duy nhất của tụi em tại thời điểm đó, thì cái đó nó thực sự khiến tụi mình rất là xúc động. Tụi mình chỉ nghĩ là mình trao một cơ hội với tất cả những nỗ lực thông qua giáo dục thôi, nhưng mà thực sự là mỗi hoàn cảnh của sinh viên là một cái câu chuyện rất là dài tập, có rất là nhiều những vấn đề bên trong mà thực tế là các bạn ấy phải đối mặt rất là nhiều. Và đôi khi cơ hội giáo dục tụi mình tưởng chừng như chỉ là 3 năm với cơ hội việc làm sau đó, nhưng thực tế là các bạn ấy được thay đổi về mặt nhận thức, các bạn ấy được tiếp cận với cái môi trường mà trước đến giờ các bạn ấy chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có cơ hội. Mình sẽ kể một trường hợp khác, cũng kiểu như cả làng ấy, con gái chưa bao giờ được đi học, đến lớp 12 và bạn ấy kể là ôi hồi đấy mà em nhìn những chỉ có mấy anh con trai là mới được đi học ấy, tụi em thấy ngưỡng mộ lắm, em bảo là không biết đến lúc nào mình cũng có cơ hội vậy. Và khi em được nhận học bổng PN, em ra Đà Nẵng học và em được tiếp cận với những anh chị tình nguyện viên đến từ những nước khác nhau, thì em thấy anh chị có thể làm được ở những tập đoàn lớn, có cơ hội đi đây đi đó và mở mang được góc nhìn của mình, thì tụi em bảo là wow, liệu là mình có cơ hội đó không, và bây giờ tụi em có thể thực hiện cái cơ hội đấy. Với tụi mình đó là rõ ràng, thực sự tụi mình thấy được sức mạnh của giáo dục thông qua chính cái sự thay đổi của mỗi cá nhân các bạn sinh viên. Khi mà tìm hiểu với chị thì em thấy là chị có một cái title rất là hoành tráng, đại diện quốc gia của PNV. Em nghĩ là chắc là phải trải qua một hành trình dài chị mới có thể đạt được đến chiếc cụ này. Thì không biết là cái quá trình công tác của chị tại PNV nó diễn ra như nào? Tại sao chị lại đến với PNV và vẫn gắn bó đến tận bây giờ? Với chị cái title đó nó không quan trọng. Nghe có thể mọi người bảo ồ sao chị này bảo sao cái title mà không quan trọng, làm sao đi nói được câu chuyện hoặc là đi đàm phán này kia. Thì đúng, trong công việc đôi khi em cần phải có title em mới làm việc được. Tuy nhiên trên thực tế cái động cơ làm việc mỗi ngày của tụi chị nó lại rất là khác. Khi mà chị vào PN 10 năm trước, chị bắt đầu ở vị trí trưởng phòng đối ngoại. Ngày đó mà chị nộp đơn vào PN vì hai lý do. Thứ nhất là lúc nào chị cũng thích làm về giáo dục. Trước đó chị chưa làm ở tổ chức phi chính phủ, chị cũng không biết là mình liệu có được nhận không.
nhưng mà chị thấy là tổ chức này làm về giáo dục. Ok, đó là cái tip thứ nhất. Cái tip thứ hai đó là khi mà chị tìm hiểu về tổ chức, những cái giá trị mà tổ chức hướng tới nó cũng là những giá trị mà cá nhân chị hướng tới, thì chị thấy nó có một cái sự tương thích với nhau giữa giá trị cá nhân của chị và giá trị của tổ chức. Thứ nhất là tin tưởng. Và cái niềm tin này nó được xây dựng trên cả một hành trình, và nó là một cái cơ sở từ hai phía, chứ không phải là nó là mặc định ha. Giữa đồng nghiệp và đồng nghiệp, giữa giáo viên và các bạn sinh viên, giữa PN và các bạn sinh viên, và cả sự tin tưởng của nhà tài trợ với PN nữa. Nó là một cái hệ sinh thái mà ở đó mọi người đặt lòng tin tưởng để làm việc với nhau chẳng hạn. Tiếp theo là trách nhiệm. Nghe thì ồ, dĩ nhiên đi làm thì phải có trách nhiệm chứ, nhưng nói thì dễ em ạ, nó được thể hiện từ chính mỗi cái con người ở đó nó mới là câu chuyện khó. Và khi mà chị phỏng vấn thì chị thấy được điều đó ở cô giám đốc mà phỏng vấn chị. Và một cái nữa đó là respect, tôn trọng lẫn nhau. Ở PN cái sự tôn trọng nằm ở chuyện là bạn có tôn trọng cái sứ mệnh mà bạn đang cam kết hay không. Sinh viên có thực sự tôn trọng cái giá trị tổ chức đang tài trợ cho bạn hướng tới hay không? Bạn có thể hiện điều đó mỗi ngày hay không? Và mỗi nhân viên có thực sự tôn trọng nhau hay không? Và phải dựa trên là tinh thần tôn trọng vì công việc, hay là tôi tôn trọng sếp bởi vì đó là sếp của tôi? Câu chuyện giáo dục là như vậy đó. Bạn không thể nào nói mà bạn không thể hiện mỗi ngày, thì nếu như bạn không thể hiện mỗi ngày, lời nói của bạn nó sẽ không có mang tính thuyết phục. Câu chuyện giáo dục không được đảm bảo, nó không phải là cái đích đến. Vì vậy người mà nhận được nền giáo dục đấy, người ta sẽ không tin. Cái quan điểm đấy của chị em cũng tán thành, nhưng mà thật ra cái điều này nó thay thù cái định danh của một người, nó cũng đang là một cái chủ đề gần đây em thấy xã hội cũng bắt đầu quan tâm. Họ không muốn bản thân, nhất là người trẻ, bị gắn vào một cái định danh nhất định. Nếu như mà như chị nói là không có thay thù hoặc là định danh nào cả, thì khi nhắc đến chị Trang Võ thì chị sẽ muốn người ta nhớ đến chị với tư cách như thế nào, với hình ảnh như thế nào? Chị cũng không biết là mọi người sẽ nghĩ gì về chị ha. Chị chỉ nhớ một vài lần ấn tượng đầu tiên của họ về chị, đó là chắc chắn cô này làm cô giáo. Chị không biết vẻ ngoài của chị nó có cái gì để khiến cho mọi người luôn nhìn chị và nói rằng cô này chắc chắn là cô giáo. Không hiểu, nhưng mà đấy, thứ nhất chị không hiểu. Nó có một sự gì đấy rất là nhà giáo. Nó sẽ có rất là tùy môi trường và rất là tùy vào mỗi thời điểm. Chị giả sử nếu như trong công việc thì mọi người sẽ nhớ tới chị là một người rất nghiêm túc. Nếu với những người làm gần với chị sẽ thấy và sẽ hiểu được là chị khá là cầu toàn, đặt tiêu chuẩn cao. Nhưng lại là một người khá là tâm lý và hiểu mọi người làm việc cùng với mình. Đôi khi với một số người thì cảm thấy là chị rất là nhẫn nại trong một số trường hợp phải xử lý một số vấn đề căng thẳng hoặc là mâu thuẫn phức tạp. Còn nếu như với bạn bè ha, thì chị nghĩ là chị là hơi khác trong mắt của mọi người. Chị sẽ khá là thoải mái, không yêu cầu gì phức tạp. Nói chung là người dễ chịu, kiểu gì cũng chơi được, hay rất là ham vui, rất là thích đi chơi. Mọi người rủ đâu thì sẽ đi theo đó. Nói chung là cứ miễn được cho ăn đầy đủ, miễn là được đi cùng mọi người là tự động vui, không có yêu cầu gì nhiều. Nói chung là dễ nuôi. Cho nên rất là tùy em ạ, tùy là nó là môi trường nào. Trong môi trường quan hệ xã hội đi, thôi bây giờ gọi chị là giám đốc quốc gia của PNB, chị có thích tên này không? Nếu như chị gắn mình với cái title này ha, thực sự là với bản thân rất cá nhân của chị, nó lại là một rào cản nếu như chị phải ép mình chị vào cái title đấy. Cho nên thông thường chị sẽ lựa chọn đó là chị cần phải hiểu với cái title này chị sẽ phát huy được những năng lực gì của mình, chị sẽ cống hiến được những gì cho cộng đồng, cho những người mà chị đang phục vụ, và chị sẽ đóng góp được gì cho những người xung quanh, và những giá trị chị mang lại hoặc là những cái gì chị có thể chia sẻ được với thế hệ tiếp theo. Thì chị thích nhìn mình gắn với cái title đó, nếu phải gắn với cái title đó ở một cơ hội, đó là một cơ hội để mình phát triển bản thân. Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya!
cái khoảnh khắc nào mà chị được là mình nhất? À, khoảnh khắc mà chị được là chính mình nhất là khi chị ở một mình. Ở một mình. Lúc đấy thì chị sẽ hoạt động gì? Chị sẽ làm gì khi ở một mình? Ừ, nó rất là tùy. Nhưng thông thường khi chị ở một mình thì chị dành chủ yếu thời gian để thư giãn, đọc sách, làm những gì mà mình thích, những hoạt động thể thao mà mình thích, chẳng hạn như yoga hay bơi lội chẳng hạn, có thời gian dành cho bản thân, viết lách một chút. Những thứ cực kỳ đơn giản và cơ bản, nhưng thông thường hàng ngày với lịch trình khá là bận rộn của chị thì chị không có thời gian làm được chuyện đó. Và đối với chị đó là thời gian rất quý giá, được ở một mình. Mặc dù chị thích phục vụ người khác nhưng đôi lúc mình cũng phải yêu bản thân mình em. Thế là em hiểu ở đây là những cái công việc mà chị làm cho mình là khi mà chị cảm thấy được làm mình nhất đúng không? Ừ, có thể hiểu là vậy cũng được. Nếu như mà để kể đến ba cái thất bại của chị trong cuộc đời tính đến thời điểm hiện tại, chị sẽ nhớ đến những cái thất bại nào nhất? Thật ra là chị cũng có suy nghĩ đó, bởi vì cái người của chị là nó khá là tích cực em, cho nên đôi khi chị hay dùng từ khác cho từ thất bại, đôi khi với chị nó là bài học. Thứ nhất chị nghĩ đó là thời điểm chị thi đại học. Chị rất tự tin vào năng lực của mình, nhưng đến lúc đi thi thì rất có vấn đề. Tức là chị vừa đủ điểm đậu đại học, vừa đủ điểm. Ngày đấy cũng phải mất một giai đoạn để mình tự sốc lại bản thân mình, vì đôi khi mình quá tự tin. Tức là chị trượt đại học ở hay như nào? Chưa trượt nhưng suýt trượt. Trong khi ngày đó chị tự tin rằng là ít nhất chị phải đạt điểm rất cao. Suýt trượt tức là đỗ rồi đúng không? Chị đỗ rồi đúng không? Vẫn đỗ nhưng mà điểm vừa đủ, không dư lấy một điểm. Tại sao nói đây là thất bại? Vì nó đụng tới cái tôi của chị đó em. Vì chị kỳ vọng rằng chị phải đạt điểm cao hơn điểm đấy. Nhưng mà rõ ràng là mục tiêu đã được hoàn thành rồi đúng không? Đúng. Cao hơn thì nó vẫn thế đúng không? Đúng, nhưng con người của chị, năm chị 18 tuổi là chị cũng rất kỳ vọng và tự hào theo kiểu ô mình 12 năm học sinh giỏi mà, thì dĩ nhiên điểm thi cũng phải điểm cao chứ, ABC các thứ. Mà khi mình thi mình thấy mình vừa đủ điểm thì ô té ra mình cũng không giỏi như mình nghĩ. Thì nó đụng tới cái tôi của thanh niên thời mà rất tự tin vào bản thân mình đó em. Khi mà em nghĩ mình hơn như vậy, nhưng thực tế kết quả nó cho thấy rằng ok, mình không là gì cả, mình chỉ vừa đủ thôi. Đấy, cho nên là đấy, cái gì đó là thất bại thứ nhất. Thất bại thứ hai, nó liên quan đến chuyện lúc mà chị đi xin việc khi mà tốt nghiệp đại học. Tại thời điểm đó, với hừng hực khí thế của một người rất là tâm huyết với giáo dục, nghĩ rằng mình sẽ kiếm được một công việc đi dạy để mình hỏi được cái ước mơ đứng trên bục giảng. Nhưng mà thực tế nó rất phũ phàng. Để xin được dạy ở một trường cấp 3 công lập thì không dễ một chút nào cả. Và chị nộp đơn rất nhiều ở những trường tư thục khác thì cũng không bên nào báo là nhận cả. Thì lúc đó chị cũng phải nộp đơn vào một cái công việc rất là trái ngành. Tốt nghiệp 2 tháng mà không có việc là bắt đầu thấy căng thẳng rồi đó, nhà bắt đầu sốt ruột rồi đó. Thế là rốt cuộc là chấp nhận vào một chỗ làm trái ngành không liên quan gì tới giáo dục. Nhưng mà sau đó vẫn tiếp tục đi phỏng vấn, cứ thấy chỗ nào tuyển thì vẫn phỏng vấn. Thì may là trúng tuyển vào một tổ chức làm về giáo dục, nó là Viện Anh Ngữ liên kết giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Queensland của Úc. Thì khi mà chị được thông báo trúng tuyển ở bên này là chị nghỉ việc ngay lập tức. Ở công việc kia kiểu vậy, bởi vì cái công việc này nó mới đúng giá trị mà chị hướng tới, đó là làm về giáo dục. Và lúc đó chị rất tò mò một cái chương trình giáo dục của nước ngoài thì khi nó đào tạo ở Việt Nam thì nó như thế nào. Chị rất tò mò, vì vậy mà chị rất háo hức khi là làm tại công việc đấy. Thất bại thứ ba nó nằm ở câu chuyện là chị nộp học bổng. Mới ra trường cũng đã lâm le nộp học bổng, nhưng mà khi mà chị hỏi một số anh chị tư vấn thì anh chị bảo ôi em làm cái trung tâm của nước ngoài thế này khó xin cơ hội học bổng lắm, em phải là ví dụ như làm ở các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức phi chính phủ thì may ra mới xin được những học bổng lớn được. Và thế là đùng một cái khi chị chuyển qua PN, chị vẫn giữ ước mơ, vẫn ấp ủ ước mơ là mình sẽ đi học ở nước ngoài, vì chị luôn nghĩ rằng là mình làm một lúc mình vẫn cứ cảm thấy là mình bị ép ngồi đá giếng em. Mình tiếp cận với một cái nền giáo dục tiên tiến, mình muốn xem thử ở nước ngoài tại sao họ giáo dục con người như thế nào để cho mọi người thực sự là có một cái tư duy phản biện rất là tốt, hoặc có cái cách nhìn nó khác so với người của mình vậy. Chị rất là tò mò, vì vậy mà chị rất là muốn đi để học và đi để hiểu hơn thực sự ở bên ngoài cái nước khác thì cái quan điểm giáo dục của họ như thế nào. Điểm đó là sếp chị bảo là ok Trang, mày hãy suy nghĩ về câu chuyện là mày sẽ lên làm giám đốc nhé. Nhưng mà chị nói không, ta thích đi học hơn.
Xong rồi bạn ấy còn thuyết phục, bạn ấy bảo là ta có hai bằng thạc sĩ, nhưng mà ta thấy rằng là có thạc sĩ, học thạc sĩ chuyện là mày vẫn phải làm việc và học đấy, nếu mày không áp dụng thì nó vẫn là vô nghĩa, nó không thể tạo nên kinh nghiệm và là kỹ năng của chính bản thân mày và là cái giá trị của mày để mày có thể làm việc được. Cho nên đi học đôi khi nó không phải là cái con đường duy nhất để mà mày phát triển nha hả. Mà chị vẫn không tin, chị nhất định là vẫn phải nộp cũng 2-3 cái học bổng, rồi cũng nhờ người này người kia, rồi cũng nhờ viết essay, rồi cũng đi nộp, nhờ sửa bài các thứ. Nhưng kiểu gì nó cũng rớt. Lúc đó là chị rất nghi ngờ về bản thân mình. Làm giám đốc, nhưng nếu như mình không có một cái nền tảng vững ấy, cái title nó không quan trọng bằng cái chuyện là thực lực của chị. Chứ còn cái title đây, nó chỉ đem để ra ngoài cho nó kêu thôi em ạ. Và thời điểm đó chị nghĩ là để nhận cái title đó một cách có trách nhiệm ha, thì chị nên đi học thêm nữa. Chị nên phải có bằng thạc sĩ thì cái title đó, công việc lúc đó chị làm nó mới thật sự phát huy được. Đó là thời điểm chị nghĩ ha. Cho nên là với chị, cái chuyện là cơ hội để có được một cái title, nếu như thực sự chị làm tốt, chắc chắn cơ hội đó sẽ còn quay trở lại. Đó là niềm tin ở bên trong của chị. Nhưng mà cái cơ hội đi học thì nó không phải tới rất nhiều lần á em. Cho nên là mình còn trẻ thì mình cố gắng mình học chẳng hạn. Nhưng mà thực tế là sau khi nộp vài cái học bổng mà vẫn không được, đó là những người biết chị đều rất ngạc nhiên là tại sao chị cũng không đậu. Và chị cũng không trả lời được. Nói chung đến bây giờ chị vẫn không trả lời được. Nói đùa đấy, là nó không trả lời là được thì cũng không đúng hẳn đâu. Nhưng mà chị nhìn lại thì đúng là chị thấy là tại thời điểm đó khi chị viết cái bài essay ấy, không biết cách đánh bóng bản thân, chị không biết cách thể hiện được con người, giá trị và năng lực của mình. Cho nên rõ ràng người ta sẽ rất khó để đánh giá một con người và cái độ tiềm năng của họ để được trao học bổng nếu như mà người này họ không nhận ra được giá trị của bản thân mình. Tại thời điểm đó chị không nhận ra được giá trị của bản thân mình đâu em. Bây giờ chị thấy chị hiểu chị được bao nhiêu phần trăm rồi. Chị biết ngay là khi mà chị nói vậy là em sẽ hỏi cái câu đó. Thật ra là chị là một người mà khi có những cái câu khẳng định như vậy nha, chị sẽ rất là dè dặt. Bởi vì là đôi khi mình sẽ tự vả bản thân mình đó. Theo kiểu là mình tưởng mình hiểu lắm, nhưng sau đó là những biến cố tiếp theo xảy ra nó sẽ chứng minh cho mình thấy ok, nó không phải vậy. Nhưng mà đến thời điểm này, sau rất nhiều những vấp ngã, sau kha khá những trải nghiệm, thì chị thấy chị hiểu cũng kha khá bản thân mình. Nếu như mà về trong mặt công việc, nó đâu đó khoảng tầm 70-80%. Trong cuộc sống nó sẽ có rất nhiều yếu tố. Chị hiểu được bản thân chị khi đặt mình vào những mối quan hệ xã hội chẳng hạn. Nhưng khi chị có thời gian lắng đọng với chính bản thân mình, nhìn mình như là một con người thứ hai, nhìn vào gương mình ấy, khi mà mình đã bước đến một cái độ tuổi mà bắt đầu là gọi là trung niên rồi đó em. Mặc dù chị thấy là tâm hồn chị vẫn còn khá trẻ, nhưng chị cũng phải xác nhận là đúng là tuổi tác mình cũng phải nên đối mặt. Thì chị thấy rằng là có rất nhiều những điều mà mình cần dành thời gian để hiểu cái con người bên trong của mình nhiều hơn. Và điều đó nó rất thú vị. Nó giống như mình đang xem con người của mình ở một cái góc nhìn rất là khác. Và với chị nó là một miền đất rất nhiều sự khám phá. Và chị luôn luôn đặt mình là ok, hãy xác định rằng đừng hiểu gì về chuyện này cả, để mình có một sự khởi đầu rất thú vị, để mình sẽ hiểu được nhiều nhất có thể. Nhưng mà em nghĩ là ít nhất là đến bây giờ chị cũng xác định được cái mục đích của mình rồi đúng không? Kiểu như là trách nhiệm xã hội. Nói lại to ấy, nhưng mà đấy kiểu vậy. Lại to đấy em ạ. Nhưng mà nói chung là ai cũng đến một lúc sẽ luôn tự đặt câu hỏi này. Để vậy thì ý nghĩa mà cuộc sống của mình muốn hướng tới là gì? Điều gì mình muốn mang lại? Điều gì sẽ khiến cho mình hạnh phúc? Những câu hỏi như vậy, mình có thể cống hiến được gì cho những người xung quanh, cho cộng đồng của mình chẳng hạn. Mình sẽ cảm thấy khi mà mình được đóng góp và được cho đi chẳng hạn. Chị nghĩ là một điều may mắn đó là vì chị làm ở giáo dục nữa. Cho nên là cái sự trưởng thành của mỗi con người trong cái hành trình mà mình đi cùng các bạn, nó luôn luôn là một cái niềm xúc động vô cùng to lớn. Và nó là một cái phần thưởng giá trị mà chị nghĩ, dĩ nhiên một lần nữa chị nói nó sẽ lại, đôi khi mình cũng nói là gọi là hơi bị nâng quan điểm ấy. Nhưng thực tế nó có những cái niềm xúc động nó rất đơn giản. Khi em thấy một con người ở giai đoạn đầu lơ ngơ về mọi thứ, không biết gì cả, trở thành một người tự tin, nói chuyện trước đám đông lưu loát, có thể làm ở một công ty đa quốc gia với mức lương mà nếu như mà chị tại thời điểm ấy như bạn ấy có thể chị không làm được. Nhưng khi mình là một người góp phần trong hành trình để giúp bạn ấy trở thành như vậy thì mình tự hào chứ, mình tự hào mình đang góp được một ít nhiều vào trong cái giá trị của con người đấy, thì nó là một cái niềm xúc động vô cùng lớn nào. Tính ra thì chị làm ở PNV là được bao nhiêu năm rồi chị nhỉ?
10 năm đó em. Năm nay là tròn 10 năm. 10 năm. Chị có nghĩ BNV đối với chị nó là một cái vòng an toàn không? Chị luôn tự hỏi điều đó đó nè. Cứ mỗi 3 năm chị sẽ tự hỏi mình một lần. Liệu là đây là một cái vòng an toàn hay không? Cái câu hỏi này nó giúp chị nhìn nhận lại rất nhiều thứ. Vì đôi khi tùy nha, mỗi người mình đặt câu hỏi thì nó cũng sẽ tạo ra những cái phản ứng rất khác nhau. Chị đã quan sát mình để thấy được là mỗi năm, cứ 3 năm một lần khi chị đặt lại câu hỏi này, mỗi lần như vậy chị quan sát và phản ứng của chị nó thể hiện cả độ trưởng thành của chị. Chị đặt câu hỏi này cho PNV hay là cho cuộc sống của chị về cái sự an toàn? Cho bản thân chị tại PNV. Sau đó, tức là 3 năm đầu thì dĩ nhiên chị mới làm ở trưởng phòng thì ok, nó chỉ liên quan tới công việc của chị ở trách nhiệm mà chị nhận thôi ha. Nhưng mà những năm sau đó thì nó là trách nhiệm của cả một tổ chức. Chị đặt câu hỏi đấy cho bản thân chị và cũng đặt câu hỏi đấy cho cái khi mà chị phải nhìn nhận về định hướng phát triển của tổ chức. Liệu là mình có đang ở trong vòng an toàn không? Tổ chức với những hoạt động của mình có đang ở trong vòng an toàn không? Vì giáo dục mà em, thực ra mọi người nghĩ là ô giáo dục thì cứ có giáo án, cứ có giáo trình, cứ như vậy thì nhai đi nhai lại thôi. Nhưng thực tế là không em ạ. Giáo dục mà lại còn đặc biệt là giáo dục trong ngành công nghệ thông tin thì phải luôn cập nhật, phải luôn điều chỉnh, phải luôn lắng nghe thị trường lao động, công ty người ta đang định hướng cái gì, người ta đang hướng tới xu thế công nghệ thế nào, xu thế công nghệ phát triển của thế giới nó đang đi về đâu, nó đang cần gì ở người lao động. Rồi ngay cả cái thế hệ sinh viên mỗi năm được vào, được đào tạo nó cũng rất khác em. Không thể nào những cái gì tụi chị đã áp dụng với khóa này tụi chị lại có thể áp dụng để mà giúp một cái khóa tiếp theo phát triển. Mỗi năm tụi chị nhận thấy là các lứa sinh viên lại có những đặc tính rất khác nhau. Nó luôn luôn phải được điều chỉnh. Vùng an toàn của chị nó không có rồi em ạ. Đấy là về mặt tổ chức ha. Còn về mặt bản thân, mỗi năm thực tế thì chị cũng phải đối mặt với những khó khăn khác nhau. Chưa bao giờ hết khó khăn cả. Chưa bao giờ hết thử thách cả. Và nó giúp chị học rất nhiều, trưởng thành rất nhiều. Và nó cũng quay trở lại câu hỏi là ngày xưa mà khi cái chị sếp cũ trước đấy, bây giờ đúng là chị xác nhận lẫn lời chị ấy nói là đúng. Ở cái câu chuyện là nếu như thực sự bạn có bằng thạc sĩ ha, bạn tức là về mặt học thuật bạn đã học được đến chừng này, nhưng nếu như bạn không có một cái kinh nghiệm tương ứng hoặc kinh nghiệm của bạn nó vẫn chưa đủ thì cái bằng thạc sĩ đó nó vẫn chỉ là một cái bằng thạc sĩ mà thôi. Còn nó không thể giúp bạn thực sự làm tốt được cái công việc hiện tại nếu như thực sự bạn không dấn thân, bạn không bắt tay vào và bạn không có một cái ý chí và không có quyết tâm lớn. Thì đó là những cái mà chị hiểu ra được rằng là cái vùng an toàn đôi khi là bởi vì mình cho rằng là mình như vậy là đủ tốt rồi. Mình cho rằng là mình cũng ngon rồi đó, nhưng mà thực tế là không bao giờ được đặt mình vào cái chuyện là khi mà mình ok, mình đủ tốt, tức là mình đã đóng luôn cánh cửa để mình học một cái gì đó mới, mình cũng đóng khung luôn vùng an toàn của mình và mình bị chết dí vào cái vùng an toàn đấy luôn. Thì với chị đó là một điều rất rất nguy hiểm. Chị tự thấy mình là một người chăm học, thích học thật, hay là tất cả những cái thứ mà chị vừa nói xoay quanh việc học của chị là do chị là nạn nhân của cái nền giáo dục Việt Nam chậm bằng cấp? Câu hỏi hay. Chị sẽ chia sẻ quan sát thực tế. Cái này là thực tế nha. Chị thích nó có sách mách có chứng. Chị không thích nói những thứ gì mà nó không có nền tảng đi cùng. Ngành công nghệ thông tin là một cái ngành sẽ chứng minh điều này rất là rõ. Đó là người ta không cần bằng cấp. Bất kể em học đại học, cao đẳng, thạc sĩ, bất kể em là cái gì, nhưng nếu như vào một dự án em không làm được, em không code được thì cái chuyện bằng cấp của em là vô nghĩa. Và vì vậy mà một phần nào đó chị thấy chị hợp với việc là giáo dục và với cái ngành này là bởi vì cái tự do và cái rào cản bằng cấp nó không phải là cái để đánh giá một con người, được đánh giá về năng lực, kỹ năng và khả năng đóng góp của họ trong công việc và cũng như là cái mức lương họ xứng đáng được nhận, nó không bị phụ thuộc vào bằng cấp. Nhưng nếu như mình nhìn trên hệ thống chung, mặt bằng chung ha, xã hội hiện nay thì thực sự em không có bằng cấp nó cũng là một điều cũng khá khó khăn đấy. Không đơn giản đâu, không phải ngành nào cũng cởi mở như ngành công nghệ thông tin. À, một ngành thứ hai cũng khá là cởi mở, đó là ngành dịch vụ du lịch khách sạn, hospitality. Ngành này cũng không quan trọng bằng cấp mà nó rất quan trọng kinh nghiệm, cái cách em thể hiện bản thân như thế nào. Nhưng thực tế thì khi chị gặp cũng rất nhiều những bạn rất là thành công ở những mảng khác nhau, những bạn trẻ rất là giỏi, chị phải ngưỡng mộ các bạn ấy. Bây giờ các bạn trẻ rất giỏi thì chị thấy các bạn ấy cũng không phải là những người có bằng cấp rất rất là cao thì các bạn ấy mới có thể làm được những chuyện mà các bạn ấy đang làm rất tốt.
Thì thực tế chị thấy rằng là cái giá trị của xã hội đang có sự thay đổi. Nhưng nếu như nhìn trên mặt trận toàn cảnh ha, thì rõ ràng bây giờ đi xin việc vẫn đòi hỏi ít nhất em phải có bằng đại học ABC các thứ ha, hoặc là phải bằng cao đẳng chứ trung cấp các thứ, hoặc là chỉ là một chứng chỉ. Trừ phi em phải cộng với một cái kinh nghiệm đủ dài, cộng với những title ha, những chức vụ trước đó em làm đủ tốt để chứng minh rằng cái bằng cấp này nó không thể hiện được đúng giá trị của em. Thì lúc đó câu chuyện bây giờ chị thấy cơ hội có được việc làm hay cơ hội để chứng minh năng lực của mình nó mở hơn. Nhưng mà quay lại thời điểm của tụi chị đó là khoảng 18 năm trước khi chị mới ra trường, thì thật sự bằng cấp cực kỳ quan trọng. Tụi chị rất là bị nặng nề về chuyện bằng cấp. Chị nghĩ là nó ít nhiều cũng đã ảnh hưởng trong cái cách tư duy của chị. Khi mà thời điểm mà chị nói là chị không muốn nhận chức vụ giám đốc đấy, nếu như mà chị chưa có bằng thạc sĩ, chị cảm thấy chị không tự tin chẳng hạn đấy. Cho nên nhất định là chị muốn đi học thạc sĩ trước chẳng hạn. Thì chị nghĩ là ít nhiều chị cũng đã bị ảnh hưởng một cách vô thức về chuyện là phải chú trọng về mặt bằng cấp. Nhưng mà nó áp thực lực lên chính bản thân chị. Còn khi mà chị tuyển các bạn nhân viên chẳng hạn, đôi khi chị lại chị thấy mình như mình khó khăn với bản thân mình, nhưng mà mình lại khá thoải mái với mọi người, vì chị quan trọng đến chuyện là các bạn ấy có làm được việc không, giá trị của các bạn ấy và cái cách bạn ấy làm việc nó có tương thích với cách làm việc của tổ chức và giá trị của tổ chức hướng tới hay không chẳng hạn. Thì chị thấy ok, mình khá là thoải mái với chuyện đấy, không quá quan trọng về mặt bằng cấp nhiều lắm. Nhưng mà đúng, ở đặc biệt trong ngành giáo dục em phải có bằng cấp, vì bằng cấp nó thể hiện được, nó là một cái chứng thực cho chuyện em có đủ khả năng để nói được những vấn đề ABC hay không. Cho nên nó rất là tùy vào mỗi ngành. Có một thực tế câu chuyện thất nghiệp, quay trở lại cái chủ đề là vòng an toàn của chị. Em không biết là chị còn có bao nhiêu cái vòng an toàn nữa ngoài PNV, nhưng mà nếu như để nói trong phạm vi PNV, giả sử nếu như mà ngày mai chị thất nghiệp, chuyện gì sẽ xảy ra? Em mở rộng ra là không chỉ riêng chị, những người ở trong độ tuổi của chị, độ tuổi trung niên, thất nghiệp vào giai đoạn này là sẽ căng hơn, vì rõ ràng người ta ưa chuộng người trẻ hơn là những người già. Nhất là những người lại có địa vị cao, thì cái tiền lương trả cho họ cũng là một vấn đề cân nhắc. Thì với chị và với những người xung quanh chị chẳng hạn, chị có cho rằng cái việc thất nghiệp nó là một cách để mình thoát ra khỏi vòng an toàn không? Kiểu như đá là khỏi vòng an toàn. Ôi, câu chuyện đó xảy ra mà. Có một cô bạn của vừa mới báo với chị là ôi chị ơi, em thất nghiệp rồi. Mặc dù bạn ấy còn trẻ nha. Mới hôm qua hôm kia thôi. Và bạn ấy cực kỳ là thất vọng với bản thân mình. Tự động ngay lập tức hả? Bởi vì là ôi chị, em thất nghiệp tức là công ty không ghi nhận giá trị của em. Em nằm trong số bị lay off. Em biết rồi, các công ty bây giờ phải chỉnh đốn lại vì ngân sách của mình, hoặc là vì nền kinh tế nó đang rất không ổn định, họ sẽ quyết định lay off một số vị trí. Thì bạn ấy nằm trong cái danh sách phải lay off. Thì đó, nhưng mà quay trở lại bản thân chị, khi mà bạn ấy nói câu đấy là chị tự động ồ, thế mình có một ngày nào đó vì một lý do nào đấy mà mình bị nghỉ việc, tức là nghỉ việc không chủ động, thì sẽ thế nào? Nói một cách rất thẳng thắn, có thể là em tin hay không, nhưng mà chị luôn nghĩ đến điều đó mỗi ngày. Bởi vì là chị làm trong ngành giáo dục mà lại về công nghệ thông tin, chứng kiến được sự thay đổi công nghệ thông tin, chứng kiến được cái sức mạnh của công nghệ nó to lớn như thế nào, với AI, với rất nhiều thứ. Công nghệ mà thời của chị, ví dụ như cách đây 18 năm, 20 năm, nó là cái gì đó mà bây giờ mà chị kể lại cái thời 20 năm trước thôi, mọi người đã tưởng như là chắc nó đã cả thế kỷ trước rồi chẳng hạn. Thì rõ ràng rằng là những người tầm độ tuổi như tụi chị sẽ phải đối mặt với những vấn đề như sau. Thứ nhất, công nghệ tụi chị sẽ không nhanh bằng các bạn trẻ như tụi em chẳng hạn. Độ thích nghi và học hỏi công nghệ mới, học hỏi những cái công cụ mới, học hỏi cách làm việc mới, có thể tụi chị sẽ không nhanh. Vì vậy, chị phải luôn tự hỏi, vậy thì giá trị của mình ở đâu và mình sẽ làm gì? Nếu như một mai mình thất nghiệp, câu đầu tiên nó bật ngay ra trong câu trả lời của chị là ok, phải học lại thôi. Nó nói hơi vui một chút vì nó cũng liên quan tới cái bài chia sẻ của Tú trong vượt 7 năng lực trung bình đó em. Trước đây mọi người nghĩ rằng là cái sự thăng tiến công việc của mình nó sẽ là sự thăng tiến bậc thang. Nhưng mà nó còn có một cái sự phát triển công việc nữa, nó là kiểu nó rất là rối tung rối mù. Sẽ có một số người đang làm ở ngành này một thời gian, sau đó lại chuyển qua một ngành khác chẳng hạn, và họ bắt đầu lại từ đầu chẳng hạn. Cũng là chuyện hết sức bình thường mà. Dĩ nhiên nó sẽ khó hơn, đặc biệt ví dụ với những người như chị ha, gắn với một cái title nghe có vẻ rất kêu. Bây giờ mà chẳng hạn như nộp đơn vào một chỗ khác thì nộp đơn như thế nào ra làm sao, đúng không? Nhưng nó cũng lại khiến chị suy nghĩ. Chị đã từng tham gia một cái buổi hội thảo, chị diễn giả đấy, chị đã chia sẻ là nếu chị nhớ không lầm năm chị ấy khoảng tầm 35-40 tuổi, thì chị ấy muốn tìm hiểu về startup. Và trước đây chị ấy làm cái ngành hoàn toàn khác, và chị ấy cảm thấy là mình là một người mới toanh, và chị ấy vẫn quyết định bắt đầu lại từ đầu, làm intern của một cái tập
đoàn, nhưng mà là đầu tư cho startup để chị ấy muốn hiểu cả một cái quy trình là như thế nào. Thì cái câu chuyện đó nó rất là truyền cảm hứng cho chị, bởi vì wow, rõ ràng ai cũng có thể bắt đầu lại từ đầu, miễn là mình bị vậy. Đó là lý do vì sao chị không muốn gắn mình với cái title để mà mình làm việc đó. Vì nếu như mình cứ gắn cái title mình làm việc thì vô tình mình đã chết dí bản thân với cái vùng an toàn của mình rồi. Và chị luôn luôn có sự chuẩn bị cho bản thân kiểu như vậy, cho nên là không được gắn với cái title mà phải gắn với cái chuyện là giá trị của mình mang lại và kỹ năng mình có là gì. Với những người mà làm có kinh nghiệm trên 10 năm, được gọi là kinh nghiệm lâu năm ha, tụi chị là 17, 18 năm, thì đó là một số thứ mà công nghệ nó không thay thế được. Đó là cách làm việc với con người. Cái này AI vẫn chưa làm được nha. AI có thể làm thơ, AI có thể viết văn, AI có thể thậm chí là bây giờ còn cả lập trình ha. Và đó là cái mà chị thấy mỗi con người đi làm đều phải học mỗi ngày, và phải đặt mình vào cái vị thế là mình phải học mỗi ngày. Nhưng mà em khoe ngang chị một chút là trước khi mà chúng ta đi học ấy, chúng ta sẽ làm việc để sống. Tức là các cụ nói là ăn học, chúng ta phải có cái ăn xong mới học được. Chị sẽ dùng một khoản tiết kiệm hay là sẽ có một công việc duy trì cuộc sống và đáp ứng được cái tiền chị đi học lại đấy? Chắc chắn phải có rồi, đó là lợi thế thứ hai của tụi chị đấy. Rõ ràng rằng tụi chị đi làm được một đoạn thì tụi chị ít nhiều đã tích lũy rồi, đúng không? Tức là chị sẽ chỉ dùng cái tiền tích lũy đấy thôi, nếu mà nó hết thì sao? Nó có rất nhiều cách em. Thực ra tụi chị vẫn còn có những cái kinh nghiệm tương ứng mà tụi chị có thể làm thêm mà. Tức là bao giờ nó cũng sẽ có một cái giai đoạn chuyển đổi, mà ở đó thứ nhất nhu cầu của mình phải hạ xuống mức thấp nhất để mình tập trung vào những thứ quan trọng hơn. Chẳng hạn như lúc đấy là phải chuyện học lại chẳng hạn. Ví dụ như ngày xưa mình có nhiều mối quan hệ, mình phải làm công việc, mình yêu cầu nhiều thứ thì mình cũng phải ra ngoài gặp gỡ nhiều, chi tiêu của mình sẽ nhiều hơn chẳng hạn. Nhưng bây giờ thì mình chỉ dừng lại cơ bản đó như em nói đấy, nhu cầu ăn thôi, ăn ở thôi chẳng hạn như vậy, thì rõ ràng nó sẽ khác chứ. Tức là chị sẽ lựa chọn cách là cắt giảm chi tiêu thay vì là tăng trưởng. Nó có rất nhiều cách, nó phải làm một gọi là combination, một sự tổng hợp của nhiều cách làm, nói là nhiều thứ. Thứ nhất là cắt giảm những cái chi tiêu không cần thiết, nó không phục vụ cho cái mục tiêu thay đổi của mình. Ví dụ như trước đây vì công việc em phải đi gặp người này người kia, bây giờ em đang định hướng thay đổi công việc, em đang muốn tập trung vào chuyện học, thì chị nghĩ tại thời điểm đó chị cũng không cần phải quá gặp gỡ quá nhiều người, mà cần tập trung vào chuyện công việc, học một công việc mới, học một cái mới nhiều hơn chẳng hạn. Tuy nhiên đi kèm với đó vẫn phải có duy trì một số cái chuyện làm, gọi là mọi người hay gọi là nghề tay trái, những thứ mà mình tốt và nó vẫn có giá trị, vẫn tạo giá trị. Dĩ nhiên nó chưa hẳn đó là một cái công việc ổn định, nhưng nó vẫn có thể ít nhiều để bổ sung vào cái nguồn tài chính hàng tháng của mình. Thì đó là cái sự mà mình phải tính toán, và mình phải vận dụng những mối quan hệ trước đây của mình, kinh nghiệm và năng lực trước đây của mình để mình đem đi áp dụng lại. Và việc phải tăng tốc chuyện học nhanh nữa. Tụi chị có thể là chậm trong công nghệ, nhưng vì tụi chị có bề dày kinh nghiệm chẳng hạn, cho nên tụi chị vẫn sẽ hiểu được nguyên tắc công việc nó là như thế nào, thì cái bản chất công việc nó sẽ nhanh hơn. Thì tăng tốc nhanh thì cái chuyện mình có công việc mới để mình quay qua một cái guồng mới nó cũng sẽ không phải là một vấn đề quá lớn. Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya. Theo chị thì Việt Nam có phải là một cái quốc gia mà chúng ta đều biết là thế giới đang vận hành mà thay đổi rất là nhanh từng ngày, và con người bắt buộc cũng phải như vậy. Ví dụ như ở nước ngoài, các nước phát triển, em cho là họ có nhiều điều kiện tốt hơn Việt Nam để giúp những cá nhân phát triển cùng với cái xu hướng của thế giới, công nghệ thông tin các thứ. Em không biết chi tiết như nào, thì chị có cho rằng là quốc gia của chúng ta Việt Nam có đủ cái điều kiện để giúp con người thay đổi nhanh như vậy không? Tại vì rõ ràng là một bộ phận lớn ở Việt Nam mình vẫn còn những cái con người phải lao động chân tay, cái tầng lớp nghèo nó vẫn còn nhiều. Việt Nam không phải là một quốc gia phát triển. Có những cái bất lợi nào trong xu hướng chung của thế giới này? Thực sự đó là một cái điều tụi chị rất trăn trở. Bởi vì khi chị nhìn ra những nước phát triển, tụi chị thấy được rất là nhiều những cái mô hình đào tạo và chuyển đổi nghề rất hay ha. Nhưng khi tụi chị suy nghĩ chuyện làm thế nào để mang về Việt Nam hoặc là nhân rộng nó ở Việt Nam, biến nó thành một cái mô hình phù hợp với Việt Nam, thì tụi chị cũng phải rất cân nhắc vì nó vấp phải rất nhiều các rào cản. Nói như thế này cho Nam có thể hình dung.
Chẳng hạn Việt Nam vào năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký một cái quyết định nó rất là quan trọng, đó là định hướng việc đào tạo nghề theo hướng chuyên nghiệp và bền vững, cộng với việc là mở rộng cùng với khu vực ASEAN trở thành là cái nền lao động mọi người sẽ được đi quanh đó em. Tức là nâng cao chất lượng đào tạo nghề của Việt Nam chẳng hạn ha, để mà ngang tầm với các nước khác và cái nguồn lao động của các nước mà là ở Việt Nam có thể đi ra làm các nước. Nó giống như là khu vực cộng đồng chung của châu Âu chẳng hạn như vậy. Đó là định hướng của Việt Nam cùng với cái định hướng của ASEAN. Tại thời điểm đó khi mà chị tham dự cái hội thảo đấy cùng với rất nhiều đại diện của các nước khác và cũng có rất nhiều chia sẻ từ các bên chẳng hạn như của ILO, của GIZ v.v. thì có một cái điều khiến cho chị rất băn khoăn, đó là ở thế giới họ đi rất xa về câu chuyện đào tạo nghề và họ rất linh hoạt trong câu chuyện đào tạo nghề và chuyển đổi ngành nghề cho người lao động nha, đặc biệt là những người bị thất nghiệp, mất việc hoặc là những vùng mà gia đình khó khăn rồi v.v. Nhưng mà ở Việt Nam nó gặp rất nhiều bất cập. Thứ nhất, hệ thống nghề nghiệp, hệ thống đào tạo nghề ở Việt Nam mình nó đang không đồng đều, nó đang rất lỗ chỗ. Từ cả chuyện đào tạo cho đến chuyện đầu ra, cho đến chuyện phối hợp với doanh nghiệp, nó còn rất nhiều những vấn đề và nút thắt cần phải được giải quyết. Cần phải rất nhiều bên ngồi lại, từ cơ chế chính sách cho tới là các nhà giáo dục đào tạo, các trường cao đẳng nghề hay là các bên doanh nghiệp chẳng hạn. Thì tương tự với câu chuyện đào tạo đại học. Bây giờ cơ hội đi học của mọi người đào tạo ở bậc đại học nó khá là đơn giản so với tụi chị ngày xưa. Tuy nhiên, cơ hội để chuyển đổi ngành nghề cho các bạn trẻ bây giờ thì chị thấy là các bạn trừ hai đầu Hà Nội và Sài Gòn, các bạn khá là năng động và các bạn cũng tìm kiếm cái cơ hội nhiều. Vì vậy mà thị trường đào tạo ở đây hầu hết rơi vào phía tư nhân nha. Thì phía tư nhân khá là nhanh nhạy để mà đáp ứng với nhu cầu thay đổi. Tuy nhiên, với cái khối ở những cái vùng miền khác, các cái trường đào tạo nghề hay là trung tâm mà đào tạo nghề để chuyển đổi ở các khu vực khác ngoài hai đầu Hà Nội, Sài Gòn thì nó còn đang rất rất chậm. Bây giờ chị sẽ không thể phân tích và chị cũng không muốn đi quá sâu, nhưng mà cơ bản thì là từ cơ chế đào tạo, từ giảng viên nha, đến cái khung chương trình đã cần phải được thay đổi bởi vì nó đã quá lạc hậu, cho đến cơ sở vật chất, cho đến tư duy, cho đến việc là kết nối với doanh nghiệp và mang doanh nghiệp vào chương trình đào tạo như thế nào, thì nó đang có rất nhiều vấn đề mà các bên cần phải ngồi xuống và thật sự quyết tâm làm. Còn nếu như bên nào cũng chờ bên kia thì câu chuyện này sẽ còn rất rất là phức tạp. Có điểm sáng nào trong những gì mà chị vừa nói không? Có, điểm sáng đó là Việt Nam vẫn đang trên đà định hướng về nền kinh tế đa ngành nghề, và ở đó mình hay nghe cái câu gọi là thừa thầy thiếu thợ đó em. Thì Việt Nam vẫn đang muốn giải quyết vấn đề này. Chính phủ của chúng ta vẫn đang có cái định hướng thay đổi câu chuyện là phải có nghề giỏi anh sẽ có công việc tốt. Đó là một định hướng rất là tốt. Thì đi cùng với đó nó cần phải có rất nhiều những chương trình đi kèm. Vẫn có những điểm sáng nhất định, chẳng hạn như cái sự giao lưu giữa các trường nghề chia sẻ kinh nghiệm với nhau, là chị thấy cũng có một vài những cái hội thảo như vậy. Đặc biệt là chị chưa đi gặp được các trường ở phía Bắc cho nên chị cũng không thể nói nhiều được. Nhưng chị có cơ hội tiếp xúc với một vài trường cao đẳng nghề ở phía Nam hoặc là trung cấp nghề ở phía Nam, thì chị thấy là các anh chị đó rất là nhanh nhẹn và cởi mở và bắt đầu đã tìm kiếm các cái hướng để mà nâng cao cái kỳ thực tập chẳng hạn, nâng cao cái chuyện là mời doanh nghiệp về. Mọi thứ nó đang chuyển động. Dĩ nhiên là chúng ta muốn là trời ơi, mô hình của nước ngoài hay như vậy, làm sao mình mang về được Việt Nam mình, sao mình áp dụng được ngay. Thì chị thấy phát triển nhanh nhất đó là ngành công nghệ thông tin. Bất kỳ mô hình đào tạo nào tiên tiến nhất hiện nay thì ngành công nghệ thông tin là được hưởng lợi nhiều nhất. Nhưng với những ngành khác thì đang khá là từ từ. Thì chị hy vọng vài năm nữa với định hướng và sự ổn định của ASEAN và sự phát triển mạnh dần lên của các nước thành viên ASEAN, thì việc xúc tiến cho một cái nền lao động chất lượng cả khu vực ASEAN nó là một cái để thúc đẩy Việt Nam tập trung hơn vào quá trình chuyển đổi nghề. Và với hiện nay thì nông nghiệp cũng đang chuyển đổi rất nhiều, dẫn tới là chuyển đổi là tất yếu và mọi người sẽ nhận ra chuyển đổi nó không phải dễ chuyện, nó ở một hai ngành không, đào tạo nghề và đào tạo lại nó được cởi mở hơn. Theo chị thì trong cái giai đoạn như hiện nay, lấy cột mốc là từ dịch, đâu là cơ hội và đâu là thách thức đối với những tổ chức như PNV đang hoạt động, đang làm những cái hoạt động tại Việt Nam như những điều mà chị vừa chia sẻ? Là một tổ chức phi chính phủ hay là một tổ chức phi lợi nhuận ha, giai đoạn Covid thực sự là một giai đoạn cực kỳ khó khăn. Sau Covid chúng ta đã rất hấn hở, ok mọi thứ đã ổn, chúng ta sẽ phát triển hơn. Tuy nhiên thì mọi thứ nó không đơn giản như vậy.
Thực ra với những tổ chức mà phi lợi nhuận và hướng tới việc giáo dục, chị sẽ nói trong một cái góc nhìn là đang làm trong mảng giáo dục nha. Còn những cái mảng khác chị không thể nói thay được các anh chị khác ở các mảng khác được ha. Chị sẽ nói từ mảng giáo dục và chị chia sẻ về những nhận định chung thôi ha. Từ mảng giáo dục nó cũng tạo ra được rất nhiều cơ hội khi mà mọi người thấy được COVID nó là một sự tác động rất lớn và khiến cho mọi người thay đổi về mặt nhận thức rằng là chúng ta không thể nào an ổn với những thứ mà chúng ta nghĩ rằng nó là như vậy, nó là ổn định như vậy rồi. Sẽ không bao giờ. Chúng ta phải luôn sẵn sàng với mọi sự thay đổi. Với một tổ chức phi lợi nhuận nó cũng phải được nhìn như vậy trong một cái định hướng mà một sự phát triển lâu dài trong cái việc là phụng sự cộng đồng và phục vụ cộng đồng. Và cũng phải nhìn thấy nó là thách thức nhưng nó cũng là cơ hội. Thực ra nền kinh tế của Việt Nam và nền kinh tế của thế giới nó đang thay đổi rất nhiều. Nó đang có những xu hướng chuyển dịch rất nhiều. Nó cũng sẽ là một cơ hội để các bên hiểu hơn và thu hút được nhiều những nhà tài trợ hơn cho những việc đào tạo, chuyển đổi để mà mọi người thích nghi được tốt hơn với sự thay đổi của nền kinh tế, với sự biến chuyển của nền kinh tế. Đó là về mặt giáo dục ha. Mọi người nhận thức được là ok, bây giờ tôi học không phải chỉ chuyện là tôi có cái bằng không chẳng hạn, mà thực sự là tôi phải có năng lực mới không chết đói được. Chứ nếu không mà tôi chỉ có cầm cái bằng đấy nhưng tôi không làm được việc trong một cái danh sách bị sa thải, lay off, tôi sẽ rất dễ bị nằm trong đó. Lần nữa nó khẳng định cái lifelong learning, đó là giá gọi là triết lý của nền giáo dục hiện đại. Thách thức là gì? Thách thức đó là tụi chị không thể lập một cái kế hoạch quá dài hạn được, bởi vì bối cảnh đang thay đổi quá nhanh. Bây giờ chẳng hạn giả sử ví dụ như công nghệ thông tin nó đang thay đổi rất nhanh, yêu cầu về công nghệ nó thay đổi quá nhanh. Bây giờ tụi chị có thể tính được đến khoảng tầm 3 năm là đã dài lắm rồi đấy em ạ. Đây nó sẽ là 5 năm và 10 năm trong một cái định hướng. Bây giờ 3 năm đã là rất dài mà tụi chị phải luôn ở tình trạng là ok, phải xác định 3 năm là như vậy nhưng phải sẵn sàng trong hành trình 3 năm đấy có thể mỗi năm hoặc 6 tháng chúng ta lại phải điều chỉnh cái cách chúng ta đào tạo, cách chúng ta làm việc, cách chúng ta phối hợp với tất cả các đối tác của mình, chứ không phải chỉ đơn thuần là cứ như vậy đã lên kế hoạch, cứ như vậy là làm. Về kinh tế thì sao? Về cái việc kinh tế nó đang bị hạn chế, ví dụ như là bên PNV đi, thì cái sự đầu tư của các chị nó có mạnh như trước nữa không? Cái số lượng học sinh đến học nó có giảm không? Vì là do là không có đủ tiền đóng tiền học chẳng hạn. Ý như nó không mạnh được như thời điểm COVID. Tụi chị vẫn đang hỗ trợ toàn bộ học phí cho các bạn ha. Wow, 100%. Cho bao nhiêu học sinh? Cho mỗi năm là 45 bạn. Nhưng mà thực tế rằng là bây giờ các bạn học sinh cũng nhiều những cái định hướng khác. Ví dụ như gần đây em sẽ thấy định hướng của chính phủ đó là xuất khẩu lao động. Thì những bạn đối tượng cấp 3 các bạn cũng sẽ suy nghĩ ok, liệu là mình đi học có phải là sự lựa chọn duy nhất không? Hay là mình đi làm xuất khẩu lao động ở nước ngoài để mang một cái nguồn tiền nó nhiều hơn cho gia đình? Thì đấy cũng là một cái sự lựa chọn của các bạn mà mình cũng phải tôn trọng thôi. Thì thành ra nó cũng có rất nhiều biến động em ạ. Đấy, thì với cái việc kinh tế nó khó khăn như vậy mà bên chị vẫn hỗ trợ, không biết là cái nguồn lực ấy, bọn chị có kế hoạch cho cái việc hỗ trợ đến bao lâu, là nào để thu hút người ta đóng tiền thay vì mình cứ phải hỗ trợ họ mãi? Good question. Thực tế là tụi chị cũng phải cân nhắc đấy. Nhiều chiến lược và định hướng khác nhau. Nhưng bây giờ hiện tại với tư cách là tổ chức phi chính phủ nước ngoài thì hiện tại tụi chị cũng phải cân nhắc ở câu chuyện là nếu các bạn đóng tiền thì không phải là đóng cho tụi chị mà phải đóng cho trường cao đẳng nghề mà tụi chị đang hợp tác. Thì nó vì nó có những vấn đề liên quan tới chính sách yêu cầu quy định của nhà nước Việt Nam, đó là tụi chị không được thu tiền của các bạn sinh viên. Nó có rất là nhiều thứ vì vậy và về mặt chiến lược PN cũng đang phải điều chỉnh và thay đổi để làm sao để thích nghi với tình hình mới. Thì có một số chiến lược mà chị chưa có thể tiện chia sẻ được trong giai đoạn này, nhưng chắc chắn như em nói đấy, với những cái bối cảnh thay đổi đấy, tụi chị cũng phải suy nghĩ để làm sao mình thích nghi được trong một cái tình trạng mới khi mà các nhà tài trợ cân nhắc câu chuyện là có tiếp tục tài trợ nữa hay không, vân vân. Mình đi gây quỹ là câu chuyện muôn thuở cho tất cả các bên làm tổ chức phi lợi nhuận mà em. Tức là nhà tài trợ đấy là nhà tài trợ trong nước hay ngoài nước? Kể cả trong nước và kể cả nước ngoài em ạ. Bọn chị có cái tiêu chí gì để hỗ trợ học phí cho họ không? Hay là cứ học sinh nào đến đăng ký là được hỗ trợ? Phải có tiêu chí chứ. Chứ nếu không có tiêu chí làm sao tụi chị chọn được, làm sao nhà tài trợ có thể tin tưởng. Tiêu chí đầu tiên đó là các bạn phải vượt qua được các vòng bài kiểm tra gồm có toán, tiếng Anh, logic, và các bạn vượt qua cả phòng phỏng vấn và tham gia cảnh hoặc là đi thăm nhà của tụi chị. Thì ở đó tụi chị sẽ kiểm tra về gia cảnh của các bạn rất là kỹ để hiểu rằng là ok, gia đình là thực sự rất là khó khăn, cần được giúp đỡ, chứ không phải là tụi chị có bao nhiêu suất thì tụi chị đi cho bất kỳ ai cũng được. Và tụi chị ưu tiên cho học bổng cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn, cần được sự giúp đỡ. Đôi khi đó là người duy nhất được đi học ở trong nhà,
hoặc là con gái đầu hoặc con trai đầu ở trong nhà. Vì khi mà mình giúp được một người thì mình sẽ giúp được cả gia đình đấy. Tiêu chí số 2 là động lực học của các bạn. Vì rõ ràng rằng là nếu như bạn không muốn học, em chả ép gì được. Và chương trình đào tạo dĩ nhiên là nó phải căng thẳng rồi, phải vất vả rồi. Thì đấy là chỉ có 2 tiêu chí chính đấy. Tức là các chị sẽ có một bài test cho bạn ấy hay là như nào để biết được là cái động lực học của bạn ấy như nào? Tụi chị sẽ phỏng vấn bạn ấy. Thì nhỡ đâu mà bạn ấy nói hay quá, đến lúc mà đi học thật ấy không hay như vậy nói làm nào? Lại là một câu hỏi hay. Thực tế là trường hợp đấy vẫn xảy ra nha. Khi mà phỏng vấn các bạn rất quyết tâm, thật sự là nói là các bạn ấy nói dối thì không hẳn, nhưng thật sự là các bạn ấy tại thời điểm đó các bạn rất quyết tâm, các bạn ấy thể hiện được bản thân đấy. Chị nói quay trở lại, đôi khi là được trao cơ hội học bổng bởi vì bạn ấy thể hiện được bản thân rất tốt, nhưng mà thực tế là khi vào học các bạn ấy cũng không lường hết được rằng là wow, chương trình học nó khó như vậy. Lúc đó thì nó sẽ có nhiều những tác nhân khiến các bạn ấy phải suy nghĩ, ví dụ như là học khó quá, hoặc là đôi khi bệnh tật. Vì những bạn sinh viên trước đây thì cũng có bệnh nhưng mà nó nhẹ nhẹ thôi chẳng hạn, cái vào cái học căng thẳng cái tự nhiên cái bệnh nó nặng hơn. Thì đấy, hoặc là yếu tố gia đình bảo ơi thôi học khó quá thì thôi về làm ruộng với ba mẹ cũng được, thế là bạn ấy lại xui xui. Thì đấy, cho nên nó cũng rất là nhiều yếu tố. Thành ra là ngoài cái chuyện là dạy ha, tụi chị còn phải có giáo nhiệm vụ nữa là dỗ các bạn. Có trường hợp nào mà chị cho là đáng tiếc với những cái bạn ấy không? Trong cả quá trình từ lúc tuyển vào đấy, theo các tiêu chí đấy cho đến sau khi mà các bạn ấy có việc thành công. Có, thật sự là có. Đó là những bạn mà đã đến năm cuối cùng, tức là chương trình của bên chị là phối hợp với trường cao đẳng nghề, là chương trình đào tạo 3 năm. Các bạn đã học đến năm cuối rồi, chuẩn bị đi thực tập rồi. Đã em tưởng tượng chỉ cần xong kỳ thực tập đấy, các bạn làm tốt nữa là các bạn khả năng xin việc, có việc là rất cao. Vì thông thường các công ty mà họ tuyển thực tập thì họ cũng nhắm nhắm để mà nhận làm luôn chẳng hạn ấy. Đã có một vài trường hợp ngay cái ngưỡng đấy thì các bạn vì một số lý do, chẳng hạn như là vi phạm nội quy rất nghiêm trọng, hoặc là vì những cái vấn đề nó rất rất cá nhân mà của gia đình chẳng hạn, bạn ấy không vượt qua được. Mặc dù là tụi chị động viên và tụi chị hỗ trợ, tìm mọi cách để hỗ trợ, nhưng mà bạn ấy vẫn không vượt qua được, cuối cùng vẫn phải lựa chọn là dừng việc học. Thì đó là một cái điều mà thật sự là rất rất tiếc. Tiếc nhất chưa? Còn cái nào tiếc hơn không? Có cái nào tiếc hơn không hả? Chị nghĩ là có một trường hợp tiếc nhưng mà nó buồn lắm. Đó là chị vẫn còn nhớ một bạn cựu sinh viên của tụi chị mới đi làm được có một năm à. Mới chỉ giúp mẹ xây được phần thô của cái nhà, hai mẹ con đơn thân ha. Thì đúng vào cái ngày tốt nghiệp của cái năm tiếp theo thì tụi chị nhận được tin là bạn ấy bị mất vì tai nạn trên đường đi từ Sài Gòn về thăm mẹ. Thật sự là nó là một cái cú sốc rất lớn của tụi chị. Thanh niên đó nó dễ thương á. Thật ra sinh viên khi tụi chị gắn bó 3 năm đứa nào cũng dễ thương. Nhưng mà cái gia cảnh của bạn nó đã gặp nhiều khó khăn. Mẹ đơn thân, mẹ lại già yếu và không có người chăm sóc. Nhà rất là khó. Rồi mới có gầy lên được, kiếm tiền tiết kiệm mới xây được sơ cái nhà. Còn chưa xong, chưa có cửa nẻo đồ gì cả, mà bạn ấy phải nằm xuống kiểu vậy. Thì với những người mà gắn bó, gọi là thầy cô hay là những người đồng hành đi với bạn một đoạn đường như vậy, tụi chị rất tiếc. Hay là những bạn đã đi làm được một vài năm, tụi chị nghĩ là cũng khá ổn rồi, cứng cáp đủ rồi, tụi chị tin là các bạn sẽ bay xa. Vì những bạn đấy có một cái nền tảng rất tốt, thái độ rất tốt, kiến thức rất tốt. Đừng một phát các bạn ấy bị bệnh ung thư, ra đi trong cái độ tuổi rất trẻ. Với tụi chị nó cũng là một cái sự đáng tiếc, vì rõ ràng bạn ấy có thể làm được nhiều hơn như vậy mà phải dừng lại. Nhưng mà làm sao biết, làm sao được em. Nó cũng là cuộc sống mà đôi khi mình phải chấp nhận rằng là có những cái biến cố như vậy. Và với một người dõi theo các bạn trong một cái chặng đường, chị vẫn giữ liên lạc với những bạn tốt nghiệp của những năm đầu tiên. Chị cũng thấy được có rất nhiều bạn thành công, nhưng vì một vài lý do như vậy đành chấm dứt những cái cuộc đời của mình nó đang rất là tươi trẻ như vậy quá sớm. Không biết là về những an toàn lao động và những cái sự cố nếu như mà sinh viên xảy ra ở cái nơi làm việc thì bên chị có cái cách xử lý như nào? Thật ra là nếu như các bạn đi thực tập là trong giai đoạn các bạn vẫn còn nằm dưới sự bảo trợ của tổ chức bên chị á, thì tụi chị luôn phải ký một thỏa thuận với công ty các bạn ấy đi thực tập. Mặc dù với các trường thông thường ha, họ sẽ không có yêu cầu sát sao đến mức như vậy. Họ chỉ bảo là ok, tôi nhận sinh viên A, sinh viên B của bên chị vào, thế là xong. Nhưng thực tế là tụi chị vẫn làm phải nhiều hơn như vậy vì chính an toàn của các bạn. Chứ không phải chỉ là tụi chị chỉ muốn làm cho nó hình thức
không? Vì vậy phải có những cái thỏa thuận mà ở đó mình có những cái thống nhất và những cái quy định và sự thỏa thuận giữa hai bên, giữa từ phía tổ chức PN là đơn vị mà bảo trợ cho các bạn, từ phía cả công ty là đơn vị nhận các bạn vào thực tập, đến bản thân các bạn cũng cần phải có những cam kết nhất định trong quá trình làm việc và đi thực tập chẳng hạn. Nhưng sau đó khi các bạn xong 3 năm thì các bạn cũng kết thúc, thì các bạn sẽ phải tự bay bằng đôi cánh của mình. Thì trước đó tụi chị cũng sẽ dạy các bạn về cách đặt hợp đồng lao động hoặc là về để một số các cách để tự bảo vệ bản thân mình. Tuy nhiên là sự thực hành của mỗi người nó tùy thuộc bạn đấy. Nên là tụi chị chỉ có thể cố gắng hết sức để trang bị các bạn những cái kiến thức cần thiết nhất trong cái quá trình sắp tới các bạn đi làm thôi. Chị có nghĩ là vì PNB là một tổ chức có cái mark là nước ngoài nên đó là một cái lợi thế không? Thu hút sinh viên và học sinh học và chiếm được cái sự tin tưởng của họ cũng như phụ huynh. Chị thấy bây giờ ở Việt Nam cũng có rất nhiều những cái tổ chức đào tạo của Việt Nam và vẫn thu hút học sinh như thường. Cái mang nước ngoài nó không quá quan trọng cho chuyện các bạn lựa chọn để đi học đâu. Nhưng mà vấn đề các bạn cần phải hiểu rõ là lúc đó các bạn được học cái gì và các bạn có được tư vấn kỹ là đi học mọi thứ nó sẽ như thế nào và sự quyết tâm của các bạn ra làm sao trong quá trình học nữa. Nó đòi hỏi rất nhiều yếu tố, chứ không thể chỉ là ở cái câu chuyện rằng ok vì đây là tổ chức nước ngoài cho nên nó sẽ tự động nó tốt. Không hẳn. Chị không nghĩ rằng là cứ nước ngoài thì là nó tốt, mà là mục đích, mục tiêu, tầm nhìn, sứ mệnh bất kỳ một tổ chức nào làm về giáo dục nói riêng ha, hay là làm ở bất kỳ mảng ngành nghề nào nói chung, thì cần phải xác định rõ là tầm nhìn và sứ mệnh và định hướng của tổ chức nó như thế nào. Nếu như nó xuất phát từ một cái động cơ tốt thì nó sẽ đi được xa. Chứ còn là nước ngoài hay nước trong, bây giờ chị thấy nền giáo dục của Việt Nam đang cố gắng và càng ngày được nâng cao tốt hơn. Dĩ nhiên chúng ta vẫn còn khoảng cách rất là xa với các trường ở nước ngoài. Đó là điều rất là khó so sánh. Vâng ạ, và đến đây thì xin phép các quý thính giả lắng nghe một phút quảng cáo về kênh podcast thứ hai của Ba Chấm. Đây là Làm Podcast Không. Alo alo, bạn ơi biết gì chưa? Ba Chấm đã có một kênh phụ mang tên Làm Podcast Không rồi đó. Làm Podcast Không là nơi Ba Chấm chia sẻ những kinh nghiệm, kỹ năng được đúc kết từ quá trình trải nghiệm của kênh kể từ khi thành lập cho đến thời điểm hiện tại. Dựa trên giá trị thật từ trải nghiệm thật, Ba Chấm mong muốn mỗi quý thính giả khi lắng nghe kênh sẽ có thêm kiến thức, động lực để xây dựng và phát triển kênh podcast cho riêng mình. Còn chần chừ gì nữa, tìm ngay tên kênh và nhấn nút cho thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ tập podcast nào nha. See ya! Sang đến phần kết, mình đã trò chuyện một khoảng thời gian khá là dài. Không biết là cái lần cuối cùng mà chị cảm thấy trong mình cảm giác bất an là khi nào? Sao lại muốn kết thúc bằng cảm giác này vậy em? Đâu, đây là câu hỏi mở đầu thôi. Ok, lần cuối cùng chị cảm thấy bất an, chị nghĩ đó là thời điểm mà lockdown của COVID. Yes. Tại sao chị bất an? Bởi vì nó khiến cái sự tích cực của chị nhìn thấy được rõ là nó như cái bong bóng phồng xẹp theo tin tức mỗi ngày, theo cái tình hình nó rất là vô định á. Không biết bao giờ tình hình này sẽ kết thúc, không ai có thể dự báo được, không ai có thể nói cho mình biết được là bao giờ chuyện này nó sẽ kết thúc. Và với một người thích đặt kế hoạch, như chị nói đó, là trước đây là luôn là đặt, khi chị trong công việc hay trong cuộc sống ngày xưa chị đặt luôn kế hoạch là 5 năm và 10 năm, thì COVID nó là một cái cú twist, một cú xoay 360 độ khiến cho chị cảm thấy là không thể đặt kế hoạch được và chúng ta không thể ngồi chờ chết được, cũng không thể làm gì được, và nó rất bất an cái câu chuyện là chúng ta không biết được tiếp theo đây chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu mà không tính dịch thì thời điểm nào là thời điểm mà chị bất an? Đó là chị nghĩ là vào Tết của năm nay. Chị nhận ra là tuổi 40 của chị sẽ tới rất gần. Và ngày xưa trong suy nghĩ của chị còn lâu lắm mình mới tới tuổi 40. Bởi vì chị nghĩ là cuộc đời của mỗi con người nó sẽ có một số cái cột mốc nhất định. Chị cảm thấy được một điều rất rõ rằng là mọi thứ đang thay đổi. Chị cũng đang thay đổi, định hướng của chị về cuộc sống nó đang thay đổi, định hướng về công việc của chị chắc chắn nó cũng đang thay đổi. Chị lại tự hỏi là ok vậy, mình lại còn áp dụng thói quen cũ không? 10 năm, 5 năm, kế hoạch, có làm không? Lần này chị quyết định là chị không làm một kế hoạch rất cụ thể cho kế hoạch 5 năm và 10 năm nữa. Chị muốn mình phải khác đi, nó là một kỹ năng mới. Cho nên chị cảm thấy bất an, mình sẽ làm gì trong 10 năm tới trong khi mình không có kế hoạch cụ thể chẳng hạn. Nghe có vẻ là rất phiêu lưu với cái người ở độ tuổi tầm như của chị. Thông thường mọi người là bảo ok với vị trí này ổn định như vậy thì cứ đi tiếp thôi chứ nghĩ gì cho lắm. Nhưng chị cảm nhận được rất là rõ mọi thứ nó đang thay đổi.
Và chắc chắn trong buồng quay đó chị sẽ phải thay đổi. Và sự thay đổi này nó sẽ diễn ra như thế nào chị hoàn toàn không biết được. Chị không thể dùng kinh nghiệm 40 năm cuộc đời của chị về trước để chị áp dụng cho 10, 20 năm hay thậm chí chị cũng chẳng biết bao nhiêu năm tiếp theo hoặc là tương lai gần của chị. Thì với chị tại thời điểm Tết đó, đó là một cái sự bất an vô cùng lớn. Nó có phải là chu kỳ không? Một khởi đầu hoặc là một kết thúc không? Cũng có thể. Thực ra là khi mà chị dành thời gian trong những cái giờ mà chị self-reflection thì chị thấy nó là một chu kỳ. Bởi vì nó sẽ có những giai đoạn chuyển tiếp nữa nha em. Nếu đúng một chu kỳ theo sự quan sát bản thân của chị với những gì xảy ra trong 40 năm cuộc đời của chị ha, thì tầm 7 năm chị sẽ tính từ đoạn trưởng thành, đó là chị tốt nghiệp ra trường đi làm, thì cứ 7 năm một lần nó sẽ có một cái chu kỳ diễn ra nhất định. Nó thay đổi suy nghĩ, nhận thức và nó phá vỡ cái trần mà chị tưởng là chị đã hiểu rất rõ về nó. Thì một lần nữa khi nào mà chị thấy là chị tưởng là chị hiểu rất rõ về một chuyện gì đó thì y như rằng sẽ có rất nhiều những biến cố và những tình tiết xảy ra khiến cho chị phải lật lại sự hiểu của chị về cái mà chị tưởng là cái trần đấy. Và nó là một cái quá trình chuyển tiếp trong vòng 7 năm tiếp theo. Không biết là với ba chấm thì nó sẽ là cái dấu hiệu gì với chị. Chị không biết nữa. Chị hay mượn một cái từ của mọi người gọi là thuận tự nhiên á Nam. Chuyện gì đến, nó đến thì chị luôn tôn trọng nó, vì chắc chắn nó sẽ xảy đến vì nó có một cái lý do gì đấy. Thường là chị luôn tôn trọng và trân trọng tất cả những cơ hội tới với mình, hoặc là những chuyện xảy ra với mình hay với bất kỳ lý do gì. Chẳng hạn như cái cơ hội gặp mà chị Trinh trong cái chương trình đào tạo về Social Impact Leadership của Acumen chẳng hạn. Chị đâu có nghĩ nhiều, nhưng mà lúc đó chị biết rằng chị phải học. Chắc chắn chị phải thay đổi và chị đang loay hoay trong cái chuyện thay đổi về chiến lược, thay đổi về cả cách lãnh đạo của mình. Những cái cách này mình đang làm nó còn đúng nữa hay không? Mình phải luôn lật lại và phải hoài nghi về những chuyện mình đang làm. Không phải là mình không tự tin, mà là mình phải nhìn nó ở một góc nhìn khác. Bởi vì thực tế mọi sự nó đang chuyển động, đang thay đổi. Không thể nhìn bằng cái con mắt tỉnh được. Em phải nhìn bằng con mắt chuyển động nhiều hơn. Cho nên đó, quay trở lại rằng cơ hội chị Trinh giới thiệu chị với ba chấm, chị cũng thấy nó là một cái duyên, nó rất tình cờ. Và chị trân trọng cơ hội nói chuyện với Nam, chị trân trọng cái cơ hội được làm việc với ba chấm. Còn nó sẽ mang chị đi đâu hay sẽ mang ba chấm đi đâu thì chị không biết được. Chị chỉ biết rằng là chị sẽ cố gắng hết sức chia sẻ những gì chị hiểu được, nhìn thấy được và nghiệm ra được trong khoảng thời gian mà chị đi làm, chị phát triển bản thân mình hoặc chị đi cùng những người khác. Còn nó đi tới đâu, ai mà biết được, đúng không em? Em có biết không? Em không biết đâu, ai mà biết được. Em nghĩ là, rồi, câu hỏi cuối cùng của chị. Nếu mà ngày mai mà chị không còn có mặt trên cuộc đời này nữa, thì chị sẽ muốn để lại điều gì? Thật ra đây cũng là một câu hỏi, chị hỏi bản thân cũng khoảng phải tầm 6 năm nay rồi. Em không biết là do em kém hay là do em già trước tuổi nữa. Mà chị biết. Nhưng mà em toàn những câu hỏi mà chị đã phải hỏi bản thân rất nhiều. Wow. Chị cũng không biết, mình nghĩ theo hướng thứ hai đi em, chắc là do em già trước tuổi đi ha. Không, thế thì quá bảo em già. Ý là mình suy nghĩ nó trưởng thành á em, chị đâu có nói em già về độ tuổi sinh học đâu. Thì quay trở lại câu hỏi là nếu như ngày mai chị không còn có mặt trên đời này nữa, hoặc là chị muốn để lại điều gì? Các chị cũng để lại sự chân thành thôi à. Nó có cái gì mang đậm dấu ấn của chị không? Bây giờ mà chị đang nghĩ tới nhiều nhất, có lẽ là định hướng giáo dục chị đã cùng team chị phát triển tại PA. Chị nghĩ đó là cái mà chị để lại nhiều nhất cho mọi người. Chị có muốn chia sẻ điều gì sau khi mà chuẩn bị kết thúc tập podcast này không? Cái tập podcast này đã chứng minh cho khởi đầu của Tết năm nay, đó là điều chị bất an ở câu chuyện là chị không biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng nhất định chị phải đi á, phải trân trọng mỗi bước mình đi á em. Cái podcast này cũng tương tự. Như những chia sẻ với lần trao đổi đầu tiên á, chị cũng thật sự rất bất an. Chị chưa bao giờ làm podcast với bất kỳ ai, mặc dù làm speaker thì khá các sự kiện, nhưng mà nó là một cái trải nghiệm rất khác. Nhưng rồi từ lúc trao đổi với em lần đầu tiên cho đến lúc mà lên kịch bản ha, thật sự là chị luôn đầy rẫy sự bất an. Chị rất bất an là ôi,
Không biết là chúng ta có nói chuyện em có đào được chị gọi là để cho người nghe họ thấy là ok, tôi dành thời gian tôi nghe cái podcast này nó cũng xứng đáng á, vì chị cũng hơi bất an thật đấy. Nhưng mà đến bây giờ thì chị lại cảm thấy là wow, đôi khi chị phải có những trải nghiệm như vậy. Cái trao đổi tối hôm nay thật sự nó đã chứng minh cho một điều rằng không, có thể ban đầu sẽ rất bất an nhưng mà kết quả nó sẽ rất là tốt. Miễn là chị phải đặt 100% sức lực của mình vào đó, miễn là chị phải luôn luôn thành thật với mọi người. Vì rõ ràng nếu như chị nương nương theo Nam á, đoạn đầu lúc mình trao đổi hay là lúc mà mình trao đổi kịch bản em, thì có thể Nam sẽ không khai thác chị được nhiều như tối nay. Thật sự là chị cũng rất ngạc nhiên Nam đã đẩy câu chuyện nó rất là nhiều cái khía cạnh, chị có thể chia sẻ được nhiều nhất có thể trong khả năng của chị. Chị cảm ơn Nam vì điều đó. Chị cảm thấy rất là vui vì mình đã cố gắng hết sức cho buổi hôm nay. Cảm ơn chị. Hy vọng là sắp tới sẽ được gặp chị là một, và thứ hai là sẽ có thể khai thác được thêm những cái phần mà chị chưa bộc lộ hết trong tập podcast ngày hôm nay. Ok, vậy thì khi nào có dịp vào Đà Nẵng nhé. Những người bạn chị ở Hà Nội rất thích vào Đà Nẵng bởi vì dịp sống nó rất là vừa phải. Không khí, thời tiết hay là con người, có vẻ là mọi người rất thích. Nhưng rõ ràng nếu như chị có dịp ra Hà Nội, chị em mình sẽ gặp lại nhau. Mặc dù chị vẫn chưa biết là kế hoạch tiếp theo chị đi công tác ở Hà Nội là vào khi nào. Yeah, ok. Cảm ơn chị. Hy vọng sẽ được gặp lại chị sớm. Ừ, cảm ơn em. Chị cũng hy vọng sẽ được gặp lại em sớm. Thì hội thảo đấy là hội thảo gì ấy chị? Nó không liên quan đến công việc đúng không? Sự kiện tốt, hội thảo đó nó giúp chị nhìn nhận lại bản thân bởi vì những gì chia sẻ về con đường đã qua, về con đường sắp tới, về những người có vẻ như cũng đang đi trên con đường giống mình. Em nghe bên chị có cái tiếng cục cục ấy là tiếng... Cái gì cục cục? Chị chạm vào bàn. À đúng, chắc chị chạm vào bàn. Phải cẩn thận. Ừ. Bất kỳ tiếng động nào nó cũng lọt vào đó chứ. Ok, ok, để chị sẽ để ý không được chạm vào bàn. Ừ. Đó là một cái câu hỏi mà chị luôn hỏi và vì sau này chị mới hiểu à tại sao với chị nó lại xảy ra như vậy. Chị càng ngày chị càng nhận ra là chị muốn làm chuyện thực tế. Chính những trải nghiệm và va chạm thực tế là một trường học tốt nhất cho chị hiểu được rất nhiều điều. Chị nhận ra tiếp theo đó là con người mình là con người rất tò mò và rất thích học. Nhưng nếu như muốn học mà học tốt nhất và có trải nghiệm tốt nhất thì là chuyện học đấy phải thông qua chuyện làm. Còn nếu như chị chỉ học lý thuyết suông và nói chuyện suông thì mọi thứ nó luôn ở trên bề mặt. Chị không hiểu sâu được bất kỳ vấn đề gì. Và với chị đó là một điều rất nguy hiểm. Tất cả những cái chuyện xảy ra sau đó, công việc và vân vân các thứ, nó luôn đẩy chị theo cái hướng là chị phải học, nhưng học thông qua chuyện chị phải làm. Và vì vậy mà chị đang thấy rằng thạc sĩ nó không phải là con đường duy nhất để chị học hỏi, để chị làm tốt hơn, phát triển được bản thân tốt hơn. Thực ra đôi khi mọi người nghĩ rằng đó là giải pháp duy nhất thì mình nhất định mình phải tìm theo cách đó. Nhưng miễn là mình biết đích đến của mình là gì thì mình sẽ có rất nhiều cách để đi tới cái đích đến đó của mình. Việc của mình là mình cần phải hiểu rõ đích đến. Còn con đường đi tới đó nó có thể có rất nhiều cách khác nhau. Ok, xong rồi ạ. Chị thì podcast ngày hôm nay thế nào? Thật ra là cái podcast nó khiến chị hài lòng. Bởi vì chị được là chính mình á. Với chị cái điều đó nó rất quan trọng. Với một cái podcast, cho dù là bất kỳ là về chuyên môn hay là quan điểm gì, nhưng mà chị không được là chính mình, chị phải làm chính trị gia là chị hơi mệt. Nên là cái này nó mới đúng là cái mà chị hình dung ban đầu nè. Ban đầu là lúc nào? Là khi mà có lời mời về podcast. À, tại sao chị để hình dung ra được luôn như vậy? À, bởi vì chị tham gia rất nhiều sự kiện. Cái này không phải tự hào nha, mà là hiểu về bản thân mình đấy. Chị làm speaker rất nhiều. Và vì chị là người làm từ speaker, từ cả làm cá nhân cho đến làm moderator trong các cái panel discussion, vì chị đóng nhiều vai trò khác nhau trong những cái buổi như vậy, cho nên chị hiểu được cho bất kỳ podcast. Thực ra nó cũng chỉ là một công cụ thôi em. Cho dù nó là một cái webinar, nó là một cái seminar hay bất kỳ cái workshop, thì là em vẫn muốn khai thác người nói những cái khía cạnh mà họ có kinh nghiệm nhất, và em truyền tải được cái thông điệp nhiều nhất cho cái người nghe của em. Tức là đó là một phần trực giác cũng được, bản năng cũng được,
bệnh nghề nghiệp cũng được. Một phần chị luôn sẽ có ít nhiều hình dung, vì cái nội dung lúc em gửi thông tin cho chị nó cũng khá nhiều mà, để cho chị hình dung được là cái mong đợi của bên sản xuất nó là như thế nào. Vì vậy mà chị bị sốc khi cái đoạn ban đầu em hỏi, vì nó thiên về, có một số câu nó thiên về chính trị nhiều quá chị không trả lời, rồi thiên về những cái chính sách nó vĩ mô chị không muốn trả lời. Trong buổi hôm nay á? Hôm nay thì ok. Hay là trong kịch bản? Trong kịch bản ấy, trong kịch bản nó tầm vĩ mô đây, chị thấy không cần thiết đâu em ạ. Chúng ta có nói thế cho nói nữa nó cũng chả thay đổi được gì đâu. Đấy, vì như người nói như chị là em thấy rất là quan ngại, không thay đổi được gì đâu nên là không nói. Nhưng em lại không hiểu đúng ý chị rồi. Không thay đổi được là tức là nếu chúng ta cứ phải hô hào chuyện vĩ mô, nó sẽ không thay đổi được gì. Em hiểu ý chị không? Nhưng chúng ta sẽ thay đổi được bằng từ những chuyện chúng ta đang làm. Thực ra chị đang làm những chuyện về giáo dục nó cũng tương tự. Nếu như mà nói ok, mình biết giáo dục nó có nhiều vấn đề như vậy, như lúc nãy chị nói đấy, có nhiều trở ngại như vậy. Đào tạo nghề bình thường đã khó, đào tạo nghề cho những bạn có hoàn cảnh khó khăn, không biết một chữ gì về máy tính, chưa bao giờ dùng máy tính, đó là giai đoạn ban đầu. 3 năm sau phải trở thành lập trình viên chuyên nghiệp, lập trình rồi website ầm ầm, app ầm ầm. Em bảo tụi chị có phải làm chuyện điên rồ không? Thế thì thế là tụi chị không làm à? Và tụi chị vẫn phải đi nói về câu chuyện tại sao tụi chị làm được. Đấy là con người đấy. Và tại sao hôm nay chị lên podcast này? Bởi vì chị cũng muốn nói một câu chuyện rằng là giáo dục mặc dù nó khó như vậy, nó có nhiều trở ngại như vậy, nhưng chúng ta nếu thực sự chúng ta quyết tâm, chúng ta làm được. Chứ không phải không làm được. Có thể chúng ta không có cơ sở vật chất bằng ở nước ngoài, nhưng chúng ta vẫn làm được. Miễn là chúng ta phải làm, và phải làm từ những bước rất nhỏ. Cho nên là ngồi bàn chuyện vĩ mô mà không làm thì nó là vô ích, và đó là điều chị không bao giờ muốn làm. Còn nếu như đó là chuyện có ích để cho mọi người nhìn nhận ở những góc nhìn khác nhau về giáo dục, con đường phát triển bản thân, về những trải nghiệm rất cá nhân của mỗi người và những thất bại của mỗi người, vì sao họ có thể đi ngay được từ đó, chị sẵn sàng chia sẻ chứ. Chị nghĩ rằng chắc chắn ở ngoài kia cũng sẽ có những bạn ở những độ tuổi 18 như chị, thời điểm chị thất bại đầu tiên. Rõ ràng rằng mình cũng nghĩ mình ghê gớm lắm, té ra là qua một kỳ thi là mình thấy ô, mình chả là gì cả. Hay là những cái thời điểm thất bại sau này, mình cũng tưởng là ô, làm cũng tổ chức phi chính phủ, mình cũng ABC ghê gớm lắm, nhưng học bổng rớt là vẫn cứ rớt. Để nó mình nhận ra được những chuyện khác, rằng là ok, thực tế là mình có những hướng khác để mình làm, chứ không nhất định là mình không đạt được học bổng thì mình là người vô giá trị, mình không đạt được học bổng thì mình sẽ không làm ở vị trí cao, mình không đạt được học bổng thì là không là cái gì cả. Tại sao phải lấy tức đo học bổng để quy kết thành giá trị của mình? Có rất nhiều cách để em có thể cống hiến cho xã hội, có rất nhiều cách để em khẳng định được bản thân mình. Vấn đề là mình đừng nên đóng khung mà thôi. Thì thông qua những cái chia sẻ hôm nay, chị cũng mong muốn những bạn ở những cái độ tuổi khác nhau, biết đâu trong lúc nào đó bạn đang cảm thấy hoang mang, bạn có thể thấy được mình ở đâu đó trong những chia sẻ của chị, thì có thể giúp được bạn ở một cái đoạn đường nào đó. Như những người speaker mà chị đã nói đấy, đã truyền cảm hứng cho chị. Chị thấy cuộc đời mà luôn luôn là giving back nhiều cách khác nhau. Mình luôn luôn sẽ giúp đỡ cho những người đi sau mình, vì mình cũng đã nhận từ rất nhiều từ những thế hệ đi trước của mình. Cái giá trị đó chị muốn lan tỏa chứ, làm sao là chị nói là chị không muốn làm. Rồi, em hy vọng là sau podcast này chị sẽ nghe podcast của bà Trầm thường xuyên hơn ha. Tại vì là không còn ấy nữa rồi, buổi cơm tiếp theo nữa thì chị sẽ bớt lo lắng, đúng không? Lúc đầu chị nói là chị không nghe vì chị không muốn có một cái khung gì đấy. Bây giờ chị có thể nghe được rồi. Ừ, bởi vì thì đấy, mặc dù chị không có khung nhưng chị vẫn biết chuyện nó sẽ xảy ra thế nào. Và vì con người của chị là người, một lần nữa cũng cái do cái nghề đó, vì chị làm speaker, chị được mời ở những speaker có nhiều những sự kiện khác nhau. Chị luôn buộc phải hình dung mình trong không gian đó mình sẽ làm gì và như thế nào. Cũng một lần nữa chị nghĩ đó là bệnh nghề nghiệp. Cho nên chị rất ngại khi bước qua một môi trường mới, mình lại mang một cái nếp cũ, một cái tư duy cũ khi làm việc trong một môi trường mới. Nó vô cùng nguy hiểm. Vì vậy mà chị cứ thích. Vì vậy mà chị thích là cứ để nó tự nhiên và chị hết lòng với nó như vậy. Còn dĩ nhiên sau này thì chị sẽ tò mò, sau cái podcast này chị sẽ muốn nghe nhiều hơn chứ. Chị cũng muốn xem thử là Nam có làm đúng những gì mà Nam nói không. Ôi dồi. Chị đùa đấy. Chị đừng có bấm bừa là được. Không, ai lại bấm bừa. Nhưng mà chị nghĩ nếu như em đã làm cái nào, cái chương trình nào em cũng phải đặt tâm huyết vào,
thì bất kể nó là topic gì thì nó cũng sẽ hay thôi, vì gì phải lo lắng đâu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Bà Chấm Podcast. Nếu các bạn thấy podcast này thú vị, giúp được cho bản thân và mọi người, hãy để lại phản hồi trên các trang social media hoặc chính tại nền tảng bạn đang nghe để chúng mình được biết nhé. Và để có thể lắng nghe thêm nhiều nội dung bổ ích hơn nữa, các bạn có thể mua giúp Bà Chấm tách cà phê nho nhỏ nha. Việc làm nhỏ này của các bạn vô cùng cần thiết để Bà Chấm chúng mình có thể cải thiện tốt hơn nữa chất lượng các tập podcast trong tương lai. Đừng quên vào 21 giờ mỗi thứ 6 và thứ 7 hàng tuần, bạn sẽ có hẹn cùng Bà Chấm trên các nền tảng phát hành podcast như YouTube, Google, Apple, Spotify và nhiều hơn thế nữa. Hãy nhớ nhấn nút cho đăng ký để không bỏ lỡ cơ hội được lắng nghe những chia sẻ bổ ích về kiến thức chuyên môn từ Bà Chấm nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bà Chấm Off.